dễ quý trời cho. chương 756, chỉ có thế. Đây, đây chính là thực lực của gia chủ nhà họ Lâm sao. Hai mắt phu văn đào ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện đứng chắp tay ở giữa sân, toàn thân đầy khí thế, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Nghĩ đến trước đó anh ta còn khoe cơ bắp của mình ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Phu Văn Đào lại muốn mau chóng tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không cần phải gặp người nữa. Chỉ nghe trên nóc nhà có một tiếng kêu rên vang lên. Cái chuông lớn này rơi ở bên ngoài tường, tiếp theo, mấy bóng người từ trên nóc nhà lại nhảy xuống. Còn có một bóng người nhanh chóng xuất hiện, hạ xuống trước mặt mấy người kia. Đó chính là gia chủ nhà họ La, La Cương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đôi mắt La Cương đầy giận dữ nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói, "Tặng quà cho cậu mà cậu không nhận, đúng là không biết suy xét." Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, nếu gia chủ la thích tiến người khác xuống suối vàng như vậy, thật ra tôi có thể cho ông tiến một người. Hừ, thằng nhóc dẻo miệng, nếu cậu biết tôi là người thế nào, vậy cũng có thể hiểu rõ mục đích tôi tới đây hôm nay. Ngoan ngoãn giao cái mạng nhỏ của cậu ra, tả tội với em trai tôi. Nếu không, cả nhà họ lâm các cậu đều sẽ phải biến mất trong tối nay. La Cương hừ lạnh nói, em trai ông tài nghệ không bằng người, lại muốn ra tay với vợ và con gái tôi tôi giết gã là do gã đáng đời sao có thể nói tới tạ tội chứ lâm thanh diện hỏi ngược lại la cương không biết nên phản bác thế nào cho dù sự thật là vậy nhưng em trai ông ta không thể chết vô nghĩa thù này phải báo cậu bớt đứng đây nói nhảm với tôi đi nếu cậu không tự mình tả tội lại đừng trách tôi không khách sáo la cương mở miệng lâm thanh diện cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với ông ta xoay người nhảy lên trên lôi đài đã chuẩn bị sẵn xin mời. La Cương hít mắt lại ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn đặc biệt chuẩn bị võ đài chờ ông ta. Xem ra hôm nay không cho cậu ta chút sắc mặt, cậu ta lại thật sự cho rằng có thể tùy tiện trêu chọc nhà họ La. Ông ta bước tới một bước, một giây tiếp theo, đã đi tới trên lôi đài. Mọi người ở đây đều không thấy rõ ông ta đi lên thế nào. Lúc này, trong những gia tộc và môn phái cổ võ tới tham gia bữa tiệc đã có người nhận ra La Cương, trên mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ không ngờ là nhà họ la giang bắc thế gia cổ võ đứng đầu giang bắc người kia là gia chủ của bọn họ la cương trời ơi cao thủ có danh tiếng chấn động đại giang nam bắc này lại tự nhiên xuất hiện ở trong bữa tiệc của nhà họ lâm nếu không phải tận mắt thấy tôi chắc chắn sẽ không tin thật sự là la cương nhà họ la gia chủ nhà họ lâm này cũng quá lợi hại đi không ngờ lại ép cho nhân vật lớn đẳng cấp như vậy phải xuất hiện anh ta có lợi hại mấy đi nữa thì cũng sắp xui xẻo rồi La Cương được gọi là người đứng đầu Giang Bắc. Lỗi Uyên Hành từng chết trên tay Lâm Thanh Diện kém hơn La Cương nhiều. Bây giờ La Cương tự mình xuất hiện, chỉ sợ Lâm Thanh Diện này sắp xui xẻo rồi. Lâm Thanh Diện dù sao cũng hơi trẻ người non dạ, nhân vật đẳng cấp như vậy mà cũng dám trêu chọc. Cho dù cậu ta có thiên phú mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể sánh vai với loại cao thủ như La Cương được. Tối nay, nếu Lâm Thanh Diện bị đánh chết, vậy thì quá đáng tiếc hai người dư kình thương và vương giã đứng lẫn trong đám đông thấy lâm thanh diện và la cương lần lượt lên võ đài trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười dư trưởng lão xem ra rất nhanh lại đến lượt ông ra mặt đấy đến lúc đó lâm thanh diện không địch lại được la cương ông ra tay cứu dưới tình huống này cho dù cậu ta không muốn gia nhập vào chúng thần điện chúng ta cũng không được vương giã mở miệng cười dư kình thương cũng gật đầu cười nói lâm thanh diện này đúng là có thiên phú quá khủng khiếp Trước đây chắc hẳn chưa từng gặp phải cản trở gì. Chuyện của nhà họ La lần này cũng xem như là một lần rèn luyện của cậu ta. Nếu cậu ta thật sự gia nhập chúng thần điện chúng ta, hy vọng ngày sau của chúng ta cũng lại tăng thêm một phần đấy. Hai người nói đến đây, hình như nghĩ tới chuyện gì đó, trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện chút nghiêm trọng. Trên lôi đài, Lâm Thanh Diện và La Cương đứng đối diện nhau. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, tôi cuối cùng đã hiểu rõ tại sao sư phụ tôi lại ghét đám thế gia cổ võ các người như vậy thế gia chính là thế lực hắc ám không phân biệt tốt xấu một khi bị thua thiệt bất kể ai sai cũng sẽ đi tìm người ta để đòi lại tôi nói có đúng không la cương hừ lạnh một tiếng mở miệng nói má nó cậu bớt đứng đây nói nhảm đi sư phụ cậu cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi chẳng lẽ cậu tưởng ông ta gây ra ít tội lỗi sao cậu giết em trai tôi tôi tìm cậu trả thù là chuyện đương nhiên cậu không cần đứng đây nói với tôi những lời vô nghĩa đó làm gì ha ha em trai ông muốn ra tay với vợ và con gái tôi dựa theo logic của ông tôi tiêu diệt nhà họ la của ông để bảo vệ an toàn cho vợ và con gái tôi ông cũng không có ý kiến đúng không lâm thanh diện mở miệng cười chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn tiêu diệt nhà họ la tôi à đúng là nằm mơ cậu vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để tránh được tai kiếp ngày hôm nay đã la cương không nói nhảm nữa chợt dậm chân một cái võ đài được tạm thời dựng lên lập tức rung lên dưới chân ông ta xuất hiện một vết nứt cực lớn tiếp theo cả người lại lao về phía lâm thanh diện lâm thanh diện hít một cái cảm nhận được thực lực của la cương này quả thật phải mạnh hơn lôi uyên hành vài phần chẳng qua anh không hề bối rối vận chuyển huyền lực trong cơ thể trong nháy mắt khi la cương xông đến trước mặt mình nhanh chóng giơ tay lên một lực mạnh vô hình xuất hiện làm cho tốc độ của La Cương phải chậm lại một chút. Nhận của tôi một trường trước chứ. Thiên tinh trường. Lâm Thanh Diện dùng dồn sức lực đánh một trường về phía trước. Sau khi huyền lực đạt được đại thanh, đây là lần đầu tiên anh dùng hết sức lực đánh ra thiên tinh trường. La Cương ở trước mặt anh cũng không phải là cao thủ không thể địch nổi, mà là một công cụ giúp anh thử uy lực của chiêu số mà thôi. La Cương không ngờ Lâm Thanh Diện vừa ra tay đã dùng tới chiêu số có uy lực mạnh như vậy. Mặc dù ông ta biết Lâm Thanh Diện có thể giết chết Lôi Uyên Hành, thực lực chắc chắn không thể khinh thường, cho nên ông ta hoàn toàn không sơ suất. Nhưng ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ lỗ mãng đến mức như vậy, vừa bắt đầu đã để lộ ra lá bài tẩy của mình. Hổ Khiếu Quyền, La Cương cũng không do dự, dùng ra chiêu thức tương đương với chiêu thức mà La Liệt đã dùng, đánh vào lòng bàn tay của Lâm Thanh Diện. Một khí tức mãnh liệt xuất hiện, quần áo của tất cả mọi người đều bị thổi bay lên võ đài dưới chân của Lâm Thanh Diện và La Cương lập tức vỡ thành hai mảnh và đổ sụp xuống. Hai người nhanh chóng bay lên không chung, Lâm Thanh Diện không hề hốt hoảng, đứng ở trên một góc của lôi đài đã bị sụp xuống. Còn La Cương lại hạ xuống đất, cắn răng vội vàng lùi về phía sau mới hoàn toàn hóa giải được uy lực trong một chiêu vừa rồi của Thanh Diện. Tất cả mọi người đều lộ vẻ giật mình, bọn họ không ngờ vừa bắt đầu, Lâm Thanh Diện lại làm cho La Cương chịu thiệt lớn như vậy. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Thanh Diện hẳn không thể đánh lại được La Cương mới đúng. Bây giờ bọn họ phải một lần nữa đánh giá lại Lâm Thanh Diện. La Cương cũng cắn răng nhìn Lâm Thanh Diện, giống như Lâm Thanh Diện đã khiến ông ta phải chịu nỗi sỉ nhục vô cùng lớn vậy. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lại bình tĩnh, cảm thấy đây chẳng qua chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Ông quả thật không tệ, còn muốn mạnh hơn Lôi Uyên Hành một chút. Chẳng qua, cũng chỉ có thể thôi. Chương 757, vật kia sau khi La Cương nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trên mặt lộ ra chút tức giận. Ông ta rõ ràng là gia chủ của thế gia cổ võ đứng đầu Giang Bắc, lại bị một tiểu bối đánh bại. Nếu hôm nay không đòi lại được mặt mũi này, sau này danh tiếng của La Cương ông ta ở trong giới võ đạo lại thối hoắc rồi. Đừng tưởng cậu chiếm chút ưu thế là có tư cách nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy. Một chiêu vừa rồi quả thật có uy lực không tầm thường. Chẳng qua, với tình hình của cậu, chắc hẳn không thực hiện được mấy lần đi. Cuộc chiến đấu chân chính không thể chỉ một, hai chiêu lại có thể phân ra thắng bại được. La Cương nói xong lại lao về phía Lâm Thanh Diệt, rõ ràng khí thế con mạnh hơn trước vài phần. Vẻ mặt Lâm Thanh Diệt thản nhiên, cũng xông về phía La Cương nghênh đón. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây đều sợ bị trận chiến đấu này ảnh hưởng, tất cả đều tự giác lùi rất xa về phía sau. Nhưng cho dù là vậy, Bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đến áp lực từ trên thân của hai người của Lâm Thanh Diện và La Cương. Đây chính là cuộc chiến cấp tông sư đấy, thật sự quá khủng khiếp đi. Trận chiến đấu này mà tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ phá hỏng cái viện này mất. Một chiêu vừa rồi của Lâm Thanh Diện thật ngầu, nhưng các người nói xem cậu ta và La Cương, rốt cuộc ai có thể thắng chứ? Chắc vẫn là La Cương thôi. Vừa rồi La Cương không cũng nói, Lâm Thanh Diện chắc chắn không dùng được chiêu thức vừa rồi mấy lần dù sao la cương cũng là người đứng đầu giới võ đạo giang bắc không thể dễ dàng đánh bại được ông ta như vậy đâu tất cả mọi người dường như có điều suy nghĩ ai nấy đều khẽ gật đầu cảm thấy cũng có lý vương giã nhìn cuộc chiến đấu trong sân trong lòng vô cùng xúc động ông ta không ngờ lâm thanh diện lại mạnh mẽ đến mức này vừa bắt đầu đã làm cho la cương phải bị chịu thiệt nhưng trong lòng ông ta cũng cảm thấy lâm thanh diện vẫn không phải là đối thủ của la cương hơn nữa vừa bắt đầu lại dùng tới chiêu thức mạnh nhất của mình, đây tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt gì. Vừa bắt đầu mà Lâm Thanh Diện đã dùng tới chiêu thức mạnh nhất của mình, là cường chắc chắn đã có sự đề phòng. Đợi lát nữa Lâm Thanh Diện lại dùng, hiệu quả chắc chắn sẽ không lớn bằng một đòn vừa rồi. Dư trưởng lão, cậu ta rõ ràng là đang cho ông cơ hội ra tay đấy. Vương giã vừa cười vừa nói. Dư kình thương khẽ gật đầu, ánh mắt lại không rời khỏi trên người Lâm Thanh Diện ông ta vẫn có cảm giác lâm thanh diện dưới trạng thái này dường như còn chưa dùng hết sức lực vậy đây nhất định là ảo giác của mình nếu đã thế mà cậu ta vẫn chưa dùng hết sức vậy thằng nhóc này rốt cuộc lợi hại tới mức nào dư kình thương lẩm bẩm nói một câu theo cuộc chiến đấu diễn ra la cương dần dần cảm giác được áp lực đến từ lâm thanh diện sức lực trong cơ thể thằng nhóc này giống như vô cùng vô tận vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong không hề dấu hiệu yếu đi Lâm Thanh Diện cũng đã sớm chú ý tới vấn đề này. Anh phát hiện ngoại trừ uy lực của huyền lực mạnh hơn nội kình gấp nhiều lần, còn lâu dài hơn nội kình nhiều. Càng tìm hiểu sâu hơn, anh lại càng có thể cảm nhận được sự tinh diệu của huyền lực, nội kình còn xa mới có thể so sánh được. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy được. Nếu không, cho dù có hao tổn, mình cũng sẽ bị thằng nhóc này hao tổn cho tới chết mất. Trong lòng La Cương thầm nói nhỏ một câu. Ngay sau đó, ông ta tập trung tất cả nội kình trong cơ thể vào trên nắm đấm của mình, sau khi nhắm chuẩn cơ hội, trở đánh một quyền về phía Lâm Thanh Diện. Long ngâm quyền, Lâm Thanh Diện thấy thế, cũng không chậm trễ, căn cứ vào sự kính trọng đối với người được gọi là đứng đầu giới võ đạo Giang Bắc, anh cũng dùng ra trước thức thứ hai trước mắt của mình. Yêu Nguyệt, hai người va chạm vào nhau, lại một dao động mạnh mẽ tản về bốn phía xung quanh. Tất cả mọi người dường như thấy được lực lượng của hai người hóa thành vật chất, có không ít người sợ đến mức chạy ra ngoài viện. Sóng dao động tản đi, Lâm Thanh Diện chậm rãi thu tay lại, hơi thở so với vừa nãy cũng chỉ có thêm chút dao động mà thôi. Trái lại, lúc này khí huyết của La Cương đang nhộn nhạo, cả gương mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Lúc này, cánh tay vừa mới va chạm vào Lâm Thanh Diện đang không ngừng run rẩy. Qua một lúc lâu, La Cương cuối cùng không nhịn được, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người đặc biệt là những người trong giới võ đạo bọn họ đều biết tới uy danh của la cương bây giờ người đứng đầu võ đạo giang bắc này không ngờ lại bị thương trong tay của lâm thanh diện mà dáng vẻ lâm thanh diện vẫn ung dung bình tĩnh như vậy dường như căn bản không hề ra hết sức vậy điều này thật sự vượt quá nhận thức của bọn họ đối với người đứng đầu võ đạo giang bắc đúng là khiến cho người ta quá chấn động lâm thanh diện không ngờ lại làm la cương bị thương vừa rồi tôi còn tưởng ban đầu Lâm Thanh Diện đánh bất ngờ mới chiếm được ưu thế. Bây giờ xem ra, La Cương căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Qua ngày hôm nay, sợ rằng giới võ đạo Giang Bắc sẽ dâng lên chấn động không nhỏ đâu. Chỉ sợ danh hiệu người đứng đầu võ đạo Giang Bắc cũng sẽ bị tháo xuống khỏi đầu của La Cương rồi. Vương giã cũng ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta không ngờ thằng nhóc này lại mạnh đến mức như vậy. Ông ta quay đầu liếc nhìn Dư Kình Thương, mở miệng nói dư trưởng lão chúng ta dường như đã coi thường người này rồi lúc này vẻ mặt dư kình thương vô cùng nghiêm trọng trong đầu ông ta vẫn đang hồi tưởng lại một chiêu lâm thanh diện vừa dùng cho dù ông ta muốn thi triển ra loại chiêu thức với uy lực như vậy cũng cần phải ép lực trong thời gian dài trong chiến đấu đối thủ căn bản không thể để cho ông ta có cơ hội như vậy được mà vừa rồi lâm thanh diện lại nhẹ nhàng dùng ra một chiêu này với trình độ này cho dù là ông ta, sợ rằng cũng có chỗ không bằng. Ban đầu ông ta còn tính chờ Lâm Thanh Diện không địch lại La Cương sẽ ra tay giúp đỡ, lại tranh thủ được thiện cảm của Lâm Thanh Diện. Bây giờ xem ra, ông ta căn bản không có cơ hội ra tay rồi. Đúng là tính sai rồi. Xem ra lần này muốn chiêu mộ được thằng nhóc này vào chúng thần điện chúng ta là chuyện không thể thực hiện được. Nhưng lần này cũng lại để ta nhận thức được tiềm lực thằng nhóc này. Thiên tài như cậu ta, chúng thần điện chúng ta nhất định phải có được chờ sau khi trở về, ta sẽ báo cáo chuyện này với điện chủ. Lâm Thanh Diện, chúng thần điện chúng ta phải định có. Dư Kình Thương mở miệng. Trên mặt vương giã đầy vẻ hâm mộ, theo anh ta biết, từ khi chúng thần điện bắt đầu sáng lập tới bây giờ, không ai nhận được sự coi trọng như vậy. Khóe miệng La Cương có vết máu, đầy vẻ không cam lòng nhìn Lâm Thanh Diện. Ông ta rõ ràng là người đứng đầu võ đạo Giang Bắc, không ngờ lại thua ở trên tay một thằng nhóc chỉ mới hơn 20 tuổi nếu chuyện này truyền đi, đám bạn cũ của ông ta nhất định sẽ cười ông ta tới rụng răng. Lâm Thanh Diện liếc nhìn La Cương và mở miệng nói, ông đã thua. Nếu vừa rồi tôi nghiêm túc nói, ông lại không chỉ đơn giản là nôn ra máu như vậy đâu. Ông còn muốn báo thù cho em trai ông nữa không? Trên mặt La Cương hiện ra một nụ cười điên cuồng, mở miệng nói, đúng là nực cười. Tôi rõ ràng là người đứng đầu võ đạo Giang Bắc, gia chủ của nhà họ La, làm sao có thể thua trên tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu được? Thực lực và thiên phú của cậu quả thật đạt tới trình trạng làm người ta phải kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc là cậu vẫn chỉ ở trình độ tông sư cảnh mà thôi, còn chưa bước qua được một bước kia. Nếu cho cậu cũng đủ thời gian, có lẽ cậu có thể làm được. Nhưng cậu là kẻ địch của nhà họ La tôi, nếu hôm nay tôi không loại bỏ cậu, sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành tai họa của nhà họ La tôi. Cho nên hôm nay tôi phải giết cậu sau khi mấy người nhà họ la đi cùng La Cương nghe được những lời này của La Cương, sắc mặt đều chợt biến đổi. Chẳng lẽ gia chủ muốn dùng tới vật kia, mấy người đều đầy vẻ thấp thỏm. Có thể ép gia chủ đến mức như vậy, chứng tỏ Lâm Thanh Diện này thật sự là một nhân vật lớn đấy. Đáng tiếc, một khi gia chủ dùng tới cái vật kia, dưới tông sư lại không có ai có thể là đối thủ của ngài ấy. Lâm Thanh Diện này có lợi hại mấy đi nữa, cũng chỉ có một con đường chết mấy người nhà họ la đều bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía lâm thanh diện đầy thương xót. chương 758, Khai Dương Hợp Khí Đan Sau khi nghe thấy lời La Cương nói, trong lòng lâm thanh diện cũng nổi lên một chút nghi ngờ, không biết La Cương đã bị thương dưới tay anh lấy tự tin từ đâu mà nói ra những lời này. Đừng lừa mình dối người nữa, ông không phải là đối thủ của tôi. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Trên mặt La Cương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, Nói, nếu như dựa theo tình huống bình thường, quả thật tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng nhà họ La tôi có thể ngồi vững tại vị trí đệ nhất gia tộc cổ võ Giang Bắc, tình hình bên trong không phải một người của gia tộc tầm thường nhỏ bé như cậu có thể tưởng tượng được. Bây giờ tôi không phải là đối thủ của cậu, không có nghĩa là sau khi tôi mượn nhờ sức mạnh bên ngoài vẫn không phải là đối thủ của cậu. Nói xong, La Cường lập tức lấy một chiếc bình ngọc từ trong lồng ngực của mình, đổ một viên thuốc đen như mực ở trong đó ra viên thuốc này vừa xuất hiện, toàn bộ khu nhà chính nhà họ Lâm lập tức tràn ngập một hương thơm kỳ lạ, người bình thường ngửi thấy hương thơm này, thậm chí sẽ có loại cảm giác lâng lâng, giống như uống hết một lít rượu trắng vậy. Lâm Thanh Diện đưa mắt nhìn chằm chằm viên thuốc kia, đôi mắt cũng nheo lại, chỉ riêng mùi hương đã khiến người ta biết được, viên thuốc này cũng không đơn giản. Hơn nữa mạng của Lâm Thanh Diện cũng là nhờ ba viên thuốc không rõ tên cứu trở về, vì vậy anh tin tưởng trên thế giới này có sự tồn tại có thể chế tạo ra đan dược khiến người ta kinh ngạc, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. La Cương bỏ viên thuốc đó vào trong miệng của mình, không lâu sau, cả người ông ta trở nên đỏ ửng như bị hấp trong lồng kín, gân xanh hẳn rõ trên trán, trên cổ, trên cánh tay, thoạt nhìn giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, khí thế trên người La Cương cũng bắt đầu tăng lên liên tục, trong nháy mắt đã mạnh gấp mấy lần so với trạng thái bình thường. Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nhìn thay đổi của La Cương, không ngờ viên thuốc nho nhỏ kia lại có thể biến La Cương thành như thế này, điều này quả thật còn kinh khủng hơn nhiều so với việc uống thuốc kích thích liều lượng cực lớn. Vương giã cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn khí thế của La Cương tăng vọt mút trời, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, với tư cách là thành viên của chúng thần điện, anh ta cũng biết là có một số loại thuốc có thể nâng cao thực lực của con người trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cùng với điều đó thì thuốc này cũng mang theo tác dụng phụ rất mạnh hơn nữa luyện chế vô cùng phức tạp. Chế tạo một viên thuốc như vậy, số dược liệu chân quý bị tiêu hao khiến người khác phải sợ hãi, có đôi khi một viên thuốc cũng có thể khiến một gia tộc cổ võ táng ra bại sản. Dư kình thương đứng ở bên cạnh anh ta thì lộ vẻ nghiêm nghị, lẩm bẩm vậy mà lại là khai dương hợp khí đan. Nghe đồn năm đó có một vị luyện đan đại sư tài giỏi có một không hai luyện chế được một lò khai dương hợp khí đan, một lò có bảy viên, Mỗi một viên đều có thể khiến thực lực của con người tăng lên gấp 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn, nếu là cao thủ tông sư cảnh uống Khai Dương Hợp Khí đan này, như vậy chính là vô địch ở trong tông sư cảnh. Năm đó vì tranh giành Khai Dương Hợp Khí đan mà hơn 10 vị cao thủ tông sư ra tay đánh nhau, dù sao có được đan dược này thì tương đương có thêm một cái mạng, trong thời khắc then chốt có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế. Không ngờ nhà họ La lại có một viên Khai Dương Hợp Khí đan, đây là điều mà tôi không nghĩ đến. La Cường uống viên khai dương hợp khí đan này, vậy đã là vô địch trong tông sư cảnh rồi, cho dù tôi ra tay cũng không phải là đối thủ của ông ta. Vương giá cũng nghe thấy lời của Dư Kình Thương, trên mặt toát vẻ khiếp sợ, vốn dĩ anh ta cho rằng La Cường uống viên thuốc này cũng chỉ giống như những đan dược có tác dụng nâng cao thực lực khác mà thôi, không ngờ lại có nguồn gốc lớn như vậy. Hơn nữa sau khi uống vào, lại khiến cho La Cương trở thành vô địch trong tông sư cảnh, hiệu quả này, quả thật đủ để khiến cho những cao thủ tông sư cảnh tranh cướp. Vậy khai dương hợp khí đan này không có tác dụng phụ sao? Vương Giá cũng lên tiếng hỏi. Đan dược này có hiệu quả kinh người, đương nhiên tác dụng phụ cũng không đơn giản. Sau khi uống khai dương hợp khí đan, mặc dù có thể nâng cao thực lực của mình lên gấp 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau khi hiệu quả đan dược mất đi, cơ thể sẽ bởi vì bị tác dụng của thuốc cọ rửa mà xuất hiện tình trạng mạch máu nứt toác. Xuất hiện tình trạng này, Cơ thể khỏe mạnh, có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng sau này không thể tập võ nữa, chỉ có thể làm một người bình thường cả đời, mà cơ thể yếu ớt sẽ tử vong, thần tiên khó cứu. Vậy mà La cương dám uống loại đan dược này, xem ra ông ta thật sự muốn liều mạng với Lâm Thanh Diện rồi. Dư Kình Thương nói xong, bất đắc dĩ thở dài. Sau khi La Cường uống viên thuốc này xong, điên cuồng cười với Lâm Thanh Diện, lên tiếng: "Oát con, cậu có thể ép tôi sử dụng viên thuốc mà tôi đã cất giấu nhiều năm này?" vậy đã đáng để khoe khoang rồi. Viên thuốc này tên là Khai Dương Hợp Khí Đan, có thể nâng cao thực lực của tôi đến trình độ vô địch trong tông sư cảnh trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù loại thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, nhưng vì giết cậu, cho dù hôm nay tôi mất cái mạng này cũng không hề gì. Chịu chết đi. La Cương không lãng phí thời gian, lao nhanh về phía Lâm Thanh Diện, mặt đất dưới chân rung động lắc lư. Nét mặt Lâm Thanh Diện cũng lộ vẻ nghiêm nghị, không ngờ La Cương vẫn còn con át chủ bài này, quả thật nằm ngoài dự liệu của anh. Cũng may Lâm Thanh Diện không dốc hết toàn bộ thực lực của mình, cho dù bây giờ thực lực của La Cương tăng lên rất nhiều, anh cũng không phải là không có sức để đánh một trận. Hai người lại đánh nhau lần nữa, quyền cước rơi xuống liên tục, trên mặt đất cũng xuất hiện hố sâu này đến hố sâu khác, tông sư cảnh đỉnh phong đánh nhau, đã đạt đến trình độ mà mọi người không cách nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ khu nhà chính đều trở thành chiến trường của hai người, tất cả mọi người không thể không lùi về khu nhà khác, còn tiếp tục ở nơi này, vậy thật sự chính là ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần rồi. Người của gia tộc cổ võ đều nhảy lên trên nóc nhà tiếp tục xem cuộc chiến, giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, dù sao cảnh tượng tông sư cảnh đỉnh phong giao chiến này, chỉ sợ có người cả đời cũng không gặp nổi một lần. Rất lâu sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy mệt dã rời, cũng không còn loại cảm giác nhẹ nhõm lúc trước, trên mặt La Cương nở nụ cười lạnh lẽo, cảm thấy không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện sẽ chết trong tay ông ta không cần vùng vẫy nữa đâu nếu như tôi uống khai dương hợp khí đan mà còn không đánh lại cậu vậy tôi cũng không cần tiếp tục sống trên đời này nữa la cương lên tiếng vậy ông đi chết đi lâm thanh diện quát to một tiếng về phía ông ta sau đó đánh một trưởng lên người la cương yêu nguyệt lần này la cương cũng không bị chiêu thức của lâm thanh diện làm cho bị thương mà chỉ nhẹ nhàng đón lấy quát con chiêu này của cậu quả thật có uy lực không nhỏ đáng tiếc với sức mạnh hiện giờ của tôi công kích trình độ này đã không thể đánh bại rồi. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của cậu rồi nhỉ, từ bỏ đi, chắc chắn hôm nay cậu sẽ chết trong tay tôi. Kế tiếp tôi sẽ cho cậu nếm thử, công kích mạnh nhất mà tôi trong trạng thái này đánh ra sẽ có uy lực như thế nào. La Cường lập tức bay lên không chung, một tay siết chặt tụ lực, ngay sau đó, mang theo một loại khí thế không thể đỡ nổi, đánh lên trên người lâm thanh diện. Long ngâm quyền tất cả mọi người ở đây đều bị uy lực trong quyền này của La Cương trấn áp, không ít người bị dọa cho hai chân mềm nhún, ngã ngồi trên mặt đất. Vương giá cũng nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt tràn đầy lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, Lâm Thanh Diện sẽ thật sự bị đánh chết, dư trưởng lão, ông chắc chắn không ra tay sao. Trên mặt dư kình thương tràn đầy bất đắc dĩ nhìn hai người ở giữa sân, giận dữ nói, một chiêu này của La Cương đã coi như là phát huy ra uy lực mạnh nhất trong tông sư cảnh rồi, nếu như ông ta không uống khai dương hợp khí đan có lẽ tôi còn có thể tiếp được nhưng bây giờ cho dù tôi qua đó cũng chỉ chịu chết thôi ngay tại khi tất cả mọi người cho rằng lâm thanh diện chết chắc rồi khí thế trên người lâm thanh diện cũng bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm dư kình thương biến sắc khiếp sợ hô lên sao có thể chẳng lẽ thằng nhóc này vẫn còn chiêu khác lâm thanh diện chậm rãi ngẩng đầu nở một nụ cười trêu tức với la cương ở giữa không trung người nào nói cho ông rằng chiêu thức vừa rồi là chiêu thức mạnh nhất của tôi hả? chương 759, không thể không chịu trách nhiệm đối với bản thân. La Cương ở giữa không chung nhìn thấy Lâm Thanh Diện không hề hoảng hốt, trên mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng mà giờ phút này ông ta đã không lo được nhiều như vậy, ông ta chỉ biết là, một quyền này của ông ta đánh xuống, Lâm Thanh Diện tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ít phô trương thanh thế ở đây thôi, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Huyền kinh trong cơ thể Lâm Thanh Diện nhanh chóng vận chuyển, thông qua kinh mạch toàn thân truyền đến bàn tay, lần này, Lâm Thanh Diện đã không còn giữ lại chút nào. Khi nắm đấm của La Cương sắp rơi xuống đỉnh đầu mình, bàn tay Lâm Thanh Diện hướng thẳng lên trên, khí thế không yếu hơn một quyền kia của La Cương là bao. Kinh lôi trưởng Một quyền đấu với một trưởng, bỗng nhiên một cơn gió mạnh cuốn lên giữa sân, bụi bặm trên mặt đất bắt đầu bay lên, nhưng rất nhanh đã bị khí thế trên người Lâm Thanh Diện và La Cương thổi bay. Người có mặt tại đây đều đã không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này rồi, trận chiến này chắc chắn là trận chiến mạnh nhất mà đời này bọn họ từng chứng kiến. Lâm Thanh Diện cũng thật lợi hại, là Cường đã như vậy rồi, anh ta lại còn có thể chống đỡ được, đúng thật không phải là người mà. Trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ truyền khắp đại giang nam bắc, La Cường đã nổi tiếng nhiều năm, nếu Lâm Thanh Diện thắng trận này, tên của anh ta sẽ khiến cho giới võ đạo hiện giờ chấn động. Lâm Thanh Diện thật sự có thể thắng sao? La Cường uống thuốc đấy, như vậy rồi mà vẫn có thể thắng, vậy thật sự là dùng hai từ, biến thái, để hình dung anh ta cũng không đủ. Hai người Lâm Thanh Diện và La Cương rằng co hồi lâu, sức mạnh mà hai người bộc phát ra đều đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong, bây giờ so đấu, chính là so xem sức mạnh của ai kéo dài được lâu hơn. La Cương không thể tin nổi nhìn Lâm Thanh Diện ở trước mặt, dù thế nào ông ta cũng không ngờ được, Lâm Thanh Diện lại có thể tiếp được một chiêu mà sau khi ông ta uống khai dương hợp khí đan dùng hết toàn bộ sức lực đánh ra, đồng thời cũng không hề thua kém chút nào. Lúc này ông ta đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, nếu thật sự muốn ông ta nói điều gì đó, ông ta chỉ muốn nói với Lâm Thanh Diện một câu, con mẹ nó, rốt của cậu là quái vật gì vậy? Vì sao, vì sao tôi uống khai dương hợp khí đan rồi mà vẫn không cách nào giết cậu? Chẳng lẽ thực lực của cậu đã đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong rồi sao? Nhưng cậu mới hơn 20 tuổi, chuyện này căn bản là không thể nào. La Cương nhìn Lâm Thanh Diện, gần như sắp khóc tới nơi. Lâm Thanh Diện nhìn La Cương, cười nói, sau chiêu này, ông tuyệt không còn khả năng sống sót, nếu đã vậy, tôi sẽ nói cho ông biết. La Cương lập tức mở to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện. "Thật ra tôi chỉ có thực lực nội kình đại thành." Lâm Thanh Diện nói chuyện này là không thể nào cậu đừng coi tôi là thằng ngu la cương lập tức phản bác đây là sự thật sở dĩ tôi có thể chống đỡ được chiêu thức của ông là vì trong cơ thể tôi còn tồn tại một loại sức mạnh khác lâm thanh diện nói tiếp một loại sức mạnh khác la cương lập tức ngây ngừng cả người không sai nhưng loại sức mạnh này là cái gì tôi sẽ không nói cho ông dù sao ông đã là một người sắp chết không phải sao lâm thanh diện nở nụ cười rất lâu sau La Cương cũng chưa lấy lại tinh thần từ trong lời nói của Lâm Thanh Diệt, cho đến bây giờ ông ta chưa từng nghe nói, trên thế giới này, ngoại trừ nội kinh thì còn có sức mạnh gì khác. Mặc dù là chủ của gia tộc võ đạo đệ nhất Giang Bắc, hiểu biết của La Cương cũng không nhất định nhiều hơn lôi uyên hành. Chỉ thoáng chốc, La Cương đã hiểu rõ câu nói đằng sau của Lâm Thanh Diệt, ánh mắt ông ta lập tức toát ra vẻ điên cuồng. Sao ông đây có thể chết trong tay oát con miệng còn hôi sữa như cậu chứ? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, người phải chết hôm nay, chính là cậu. La Cường điên cuồng hô lên một câu. Lời này vừa hô xong, ông ta lại cảm thấy sức mạnh trong cơ thể bắt đầu tiêu tan với tốc độ cực nhanh, trong lòng của ông ta rất rõ ràng, hiệu quả của khai dương hợp khí đan đã đến giới hạn, sau đó, ông ta phải đối mặt với phản vệ của đan dược này. Trái lại là Lâm Thanh Diện, lúc này vẫn không hề có ý lùi về phía sau, sức mạnh trong cơ thể anh tựa như vô cùng vô tận, vẫn tiếp tục vận chuyển sức mạnh vào trong lòng bàn tay. La Cương vốn nghĩ dùng khai dương hợp khí đan nâng cao sức mạnh, mau chóng giải quyết anh, bằng tố chất cơ thể của ông ta, muốn chống đỡ với phản vệ của đan dược này cũng không có vấn đề gì, tình trạng thảm nhất cũng chỉ là biến thành một người bình thường không thể tập võ mà thôi. Nhưng mà ông ta lại không ngờ, cho dù ông ta uống đan dược nhưng vẫn không thể giải quyết Lâm Thanh Diện, lúc này hiệu quả của đan dược đã hết, Lâm Thanh Diện vẫn không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống nào thậm chí ngay cả thương tích cũng không có, chỉ là hơi thở yếu hơn vừa rồi một chút mà thôi. Điều này khiến trong lòng La Cương tràn đầy tuyệt vọng, cứ tiếp tục như vậy, quả thật ông ta sẽ phải chết không nghi ngờ. Lâm Thanh Diện, tôi đã nếm thử thực lực của cậu rồi, quả thật cậu vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi, cho dù tôi uống đan dược cũng vẫn không phải là đối thủ của cậu, không bằng chúng ta đều lùi một bước, tôi không tìm cậu báo thù, cậu cũng tha cho tôi một mạng, cho dù cậu không ra tay với tôi, đan dược này cũng sẽ khiến tôi biến thành người vô dụng, tôi sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với cậu. La Cương đảo tròn con mắt, chuyện cho đến nước này, ông ta chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lâm Thanh Diện cười nói với ông ta, ngại quá, nếu ông cầu xin tha thứ sớm hơn, có lẽ tôi còn nương tay một chút, nhưng vừa rồi tôi đã nói cho ông biết bí mật lớn nhất của tôi, vì vậy cho dù ông sẽ không tạo thành uy hiếp gì với tôi, tôi cũng không để ông còn sống trên đời này, nếu không đây chính là không chịu trách nhiệm đối với bản thân tôi ông nói xem có phải không nghe thấy lời này của lâm thanh diện trong lòng la cương tuyệt vọng đầu óc nhanh chóng vận chuyển nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng của mình lâm thanh diện cũng không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào sau khi nói xong sức mạnh trong bàn tay lập tức tăng vọt la cương lập tức kêu một tiếng thảm thiết sau đó cơ thể bay về phía sau rồi rơi xuống la cương bị ném xuống đất máu từ trong miệng ông ta phun ra như suối mạch máu trên trán ông ta cũng nổ tung trong nháy mắt toàn bộ đầu lâu lập tức bị nhuộm thành màu đỏ thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng mấy người của nhà họ la thấy vậy lập tức lao về phía la cương lâm thanh diện đi đến trước mặt la cương trước bọn họ một bước ngăn mấy người của nhà họ la kia lại các ngươi chờ chút đã lâm thanh diện lên tiếng mấy người nhà họ la cũng không biết lâm thanh diện có ý gì nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ chủ nhà bọn họ uống khai dương hợp khí đan cũng không thể đánh bại lâm thanh diện mấy người bọn họ sao có thể là đối thủ của lâm thanh diện lâm thanh diện nhìn chằm chằm la cương ngã trên mặt đất một lúc sau đó ngồi xổm xuống sờ lên cổ ông ta xác định ông ta đã chết hẳn lúc này mới đứng dậy quay người liếc nhìn mấy người nhà họ la nói ông ta chết hẳn rồi các ngươi có thể đi qua mấy người nhà họ la đều choáng váng vừa rồi lâm thanh diện ngăn cản bọn họ chẳng lẽ chính là vì chờ la cương chết hẳn sao bây giờ người đã chết còn đặc biệt nói một tiếng với bọn họ chuyện này cũng điên rồ quá đi mấy người nhà họ la nhìn lâm thanh diện như nhìn ma quỷ từ trong địa ngục đi ra trên người đều nổi da gà nếu thi thể ngã trên mặt đất không phải là chủ của nhà họ la chỉ sợ bọn họ đã sớm quay người chạy trốn rồi bọn họ cũng sẽ không biết sở dĩ lâm thanh diện làm như vậy cũng không phải là vì phát rồ mà chính là lo lắng la cương không chết sau này tiết lộ chuyện anh nắm giữ một loại sức mạnh khác ra ngoài. Trong mấy người nhà họ la, có một thanh niên chỉ mới 18 tuổi, cậu ta là cố ý đến xem náo nhiệt, vốn là muốn nhìn oai phong của chủ nhà, lại không ngờ chủ nhà bình thường oai phong lẫm liệt, giờ lại chết ở đây. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thanh Diện điên rồ như vậy, nhất thời không nhịn được mà hòa lên. Tiếng khóc vang tận mây xanh, dọa đàn chim nhỏ đậu trên cành cây bay mất. chương 760, có một số vận mệnh là tránh cũng không được. La Cương chết, đẩy toàn bộ bữa tiệc lên cao trào, tất cả người đến nhà họ Lâm tham gia bữa tiệc đều bị thực lực Lâm Thanh Diện thể hiện ra làm cho rung động, nhất là tiếng khóc đau thấu tim gan của người nhà họ La kia, khiến cho tất cả mọi người hiểu được, cho dù là gia tộc lợi hại đến chừng nào, hễ là người đến gây phiền phức cho nhà họ Lâm, đều sẽ không có kết quả tử tế. Tất cả người của giới võ đạo ở đây đã có loại dự cảm, không quá ba ngày, cái tên Lâm Thanh Diện này sẽ thay thế La Cương, trở thành cái tên làm người ta kính sợ nhất trong giới võ đạo Giang Bắc. Mà bây giờ Lâm Thanh Diện cũng mới hơn 20 tuổi, so với thực lực của Lâm Thanh Diện, điều này còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều, dù sao ai cũng không thể đoán trước, rốt cuộc Lâm Thanh Diện sẽ phát triển đến trình độ nào. Nét mặt người của nhà họ La tràn đầy ủ rũ mang thi thể của La Cương rời khỏi khu nhà tổ của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện sắp xếp người mau chóng thu dọn bừa bộn trong khu nhà chính, bữa tiệc tiếp tục tiến hành, rõ ràng nhiệt tình của mọi người tăng rất nhiều so với trước đó. Lâm Thanh Diện mượn cơ hội này tuyên bố với tất cả mọi người, ai còn muốn đến nhà họ Lâm gây phiền phức, anh sẽ tiếp đón tới cùng, nhưng cái giá mà đối phương phải trả, sẽ chính là tính mạng của mình. Không có người nào hoài nghi sức mạnh ẩn chứa trong câu nói này của Lâm Thanh Diện, đệ nhất giới võ đạo Giang Bắc cũng đã chết trong tay Lâm Thanh Diện, ít nhất ở Giang Bắc đã không còn ai có thể làm đối thủ của Lâm Thanh Diện rồi, Muốn đến nhà họ Lâm gây phiền phức, chắc chắn đều là đầu óc có vấn đề. Sau khi giao lưu với mọi người một lát, Lâm Thanh Diện giao nhiệm vụ tiếp đón những khách khứa này cho ông Độ, còn mình thì đi về phía khu nhà hứa Bích Hoài ở. Trận chiến lần này, nếu như chỉ là chiến đấu bình thường, Lâm Thanh Diện sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực gì, nhưng sau đó là cường uống khai dương hợp khí đan, khiến cho Lâm Thanh Diện không thể không dùng toàn bộ sức mạnh đánh ra một đòn mạnh nhất của mình, nếu không hôm nay anh thật sự thua ở trong tay La Cương. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng thấy trong người sinh ra cảm giác trống giống, sức nặng hao hết, khiến anh cảm thấy bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Đánh một trận với La Cương làm cho Lâm Thanh Diện biết được giới hạn thực lực của mình rốt cuộc ở mức độ như thế nào, La Cương uống khai dương hợp khí đan, được xưng là tông sư cảnh vô địch, ông ta vẫn thua trong tay Lâm Thanh Diện, nói rõ Lâm Thanh Diện lúc này mới thật sự nằm ở trạng thái tông sư cảnh vô địch. Điều này lại càng khiến cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được chỗ lợi hại của huyền kinh, rõ ràng anh mới là huyền kinh đại thành mà đã mạnh mẽ đến mức có thể coi khinh tông sư nội kinh. Nếu anh tu luyện đến huyền kinh viên mãn, vậy sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào? Đồng thời Lâm Thanh Diện cũng ý thức được, có đôi khi sức mạnh bên ngoài cũng có thể chi phối kết quả một trận chiến. La Cương chỉ uống một viên thuốc nho nhỏ đã có thể khiến thực lực của mình tăng vọt trong nháy mắt. Nếu người chiến đấu với La Cương là một cao thủ cùng trình độ với anh, Vậy chắc chắn cao thủ này sẽ chết rất thê thảm. Mặc dù đan dược này có tác dụng phụ rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận giá trị tồn tại của thứ này. Hơn nữa Lâm Thanh Diện từng có kinh nghiệm uống đan dược kéo dài tính mạng, ba viên thuốc cứu tính mạng anh kia khiến anh ý thức được, có được đan dược, vậy thì không cần để ý đến tác dụng phụ nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Thanh Diện hiện ra cảnh tượng toàn thân ướt nhẹp cùng Lương cung nhạn xương ở trong phòng tắm kia. Khi Lâm Thanh Diện đang đi về phía trước, có hai bóng người xuất hiện trước mặt anh, chính là hai người Dư Kình Thương và Vương Giã. Lâm Thanh Diện nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt nở một nụ cười, cất lời, hai vị ăn ngon chứ, nếu có chỗ nào chiêu đãi không tốt, vẫn mong hai vị thứ lỗi. Lúc này ánh mắt Dư Kình Thương nhìn Lâm Thanh Diện chứa đầy nghiêm túc, đã sớm không còn là ánh mắt nhìn một người bề dưới như khi vừa mới đến. Lúc đầu ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện không đánh lại La Cương, có thể đứng ra thể hiện oai phong của chúng thần điện một chút. Lại không ngờ La Cường uống Khai Dương Hợp Khí Đan, mà điều khiến ông ta không ngờ đến nhất chính là Lâm Thanh Diện lại giết chết La Cường đã uống Khai Dương Hợp Khí Đan. Chuyện này đã vượt xa dự liệu của ông ta, tất nhiên kế hoạch lúc trước của ông ta cũng bị nhỡ nhàng rồi. Lâm Thanh Diện, cậu thật sự không cân nhắc gia nhập chúng thần điện chúng tôi sao? Nhìn cuộc chiến vừa rồi của cậu, tôi cảm thấy chúng tôi thật sự vô cùng cần cao thủ như cậu. Dư Kình thương lên tiếng. Ừm um, chỉ sợ những người vừa xem tôi chiến đấu kia đều sẽ nói như vậy. Lâm Thanh Diện nói, Dư Kình Thương lập tức lúng túng, thực lực Lâm Thanh Diện thể hiện ra quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của ông ta, vì vậy nói chuyện cũng không suy nghĩ, lại kéo chúng thần điện đứng ngang hàng với những gia tộc cổ võ đó. Tôi biết bây giờ muốn cậu gia nhập vào chúng tôi rất khó khăn, nhưng cậu đừng tưởng cậu có thực lực như vậy thì đã có thể không đặt chúng thần điện chúng tôi ở trong mắt. Ở trong chúng thần điện, người có thể đánh bại cậu cũng không ít, trình độ này của tôi cũng chỉ là chân chạy vặt mà thôi, hơn nữa cậu cũng không phải là thiên tài siêu cấp duy nhất trên thế giới này, nơi đó của chúng tôi cũng có sự tồn tại đạt đến tông sư cảnh ở độ tuổi giống như cậu, trong bọn họ có người còn lợi hại hơn cậu. Cường giả, cuối cùng sẽ đi cùng với cường giả, chúng thần điện mới là điểm đỗ cuối cùng của cậu. Mặc kệ cậu có tiếp nhận lời mời của chúng tôi hay không, tôi cũng muốn tặng cho cậu một câu, có một số vận mệnh là tránh cũng không được dư kình thương nói vài câu thấm thiế với lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười chắp tay với dư kình thương không nói gì sau đó tiếp tục đi về phía trước dư kình thương và vương giã nhìn bóng hình lâm thanh diện biến mất tại một khu nhà khác đều cảm thán không thôi dư trưởng lão bây giờ chúng ta phải làm gì vương giã lên tiếng hỏi đi thôi chúng ta chắc chắn không cách nào mời được thằng nhóc này rồi xem ra muốn khiến cho lâm thanh diện gia nhập vào chúng ta cũng chỉ có thể để mấy lão già kia ra tay. Dư kình thương nói xong, trên mặt nở một nụ cười chiêu tức. Trong phòng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy hứa Bích Hoài đang canh giữ ở bên cạnh chiếc nôi, nét mặt chăm chú nhìn Lâm Nhất Nặc đã ngủ say, mỉm cười đi đến. Hứa Bích Hoài ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thanh Diện, hỏi vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Em nghe hình như rất hỗn loạn, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, một chút phiền phức nhỏ mà thôi, đã giải quyết rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. Vậy là tốt rồi, anh mau đến xem, dáng vẻ nặc nặc ngủ rất giống anh nha. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh chiếc nôi, cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Nhất Nặc, cười nói khi anh ngủ có dáng vẻ thế này à. Sao lại cảm thấy ngốc như vậy chứ? Hứa Bích Hoài lườm Lâm Thanh Diện, cất lời, quả thật là giống như đúc, nếu anh không tin, tối nay em chụp lại cho anh xem. Lâm Thanh Diện cười ha ha, kéo Hứa Bích Hoài vào trong ngực mình, Nói, tin tin tin, lời nói của vợ anh, anh còn có thể không tin sao? Dư Kình Thương nói không sai, quả thật cường giả thích đi chung với cường giả, nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói, chỉ cần hai người Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất nặc có thể bình an, vậy là đủ rồi. Đây mới là thứ mà anh thật sự muốn bảo vệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 761, điện chủ. Tiệc nhà họ Lâm kéo dài 3 ngày 3 đêm người đến dự từ lúc tỉnh táo đến lúc say bét nhẹ, lại từ trong cơn say mà từ từ khôi phục lý trí, sau đó tiếp tục nâng ly, trò chuyện với những người đến tham dự, tạo nên bầu không khí sục sôi như mọi người đang bàn luận quốc gia đại sự, viết những trang văn gạn đục khơi trong. Mà trong thời gian 3 ngày này, trận đấu giữa Lâm Thanh Diện và La Cương cũng được lan truyền trong giới võ thuật Giang Bắc với tốc độ chóng mặt, chỉ trong một đêm, gần như tất cả mọi người đều nói về trận đấu đặc sắc này tiếng tăm của trận này thậm chí còn lan đến khu vực lĩnh nam thậm chí có khá nhiều người còn đặt dấu hỏi về năng lực của lâm thanh diện còn có kẻ đe dọa sẽ đến thách đấu lâm thanh diện trong thời gian ngắn cả giới võ thuật đều lan truyền đủ loại tin đồn về lâm thanh diện vì quả thực la cương có địa vị khá cao ở khu vực giang bắc hơn nữa lúc người ta tán dốc thường thích theo hoa diệt gấm về những chuyện mà họ không nhìn thấy khiến cho trong khoảng thời gian này lâm thanh diện trở thành một cái tên mang màu sắc huyền thoại có khá nhiều người lúc nói đến độ hứng chí, còn bắt đầu bịa hẳn tiểu sử của Lâm Thanh Diện, có người nói Lâm Thanh Diện là thần long trên trời hạ phàm, vì anh vốn mang cốt thần long nên mới có thể ở độ tuổi hơn 20 mà đã diệt được người đứng đầu giới võ thuật Giang Bắc. Cũng có người nói khi Lâm Thanh Diện ra đời, trên trời có hiện tượng lạ, xét đánh ngang trời, mưa to gió lớn, gần như đạt đến cấp độ thảm họa, trong khoảnh khắc Lâm Thanh Diện ra đời, cất lên tiếng khóc, bỗng chốc sấm sét rền trời đều chấn động đến nỗi trốn vào trong mây mưa như chút nước cũng rút hết về trời. Sau khi chính chủ Lâm Thanh Diện nghe được những truyền thuyết này thì hơi dở khóc dở cười, càng tin chắc rằng sở dĩ câu, nghe hơi nổi chó tồn tại là có lý do cả. Có điều Lâm Thanh Diện chẳng mang đến lời đồn, khi mọi người còn đang bàn tán về trận đấu giữa anh và La Cương, Lâm Thanh Diện đã cùng hứa Bích Hoài thu dọn đồ đạc, định làm một chuyến du lịch ngẫu hứng, đến núi Ngọc Bình vô cùng nổi tiếng trong thời gian gần đây, du sơn ngoạn thủy, tự do thoải mái. Về phần nhóc nặc đáng thương, đành giao nó cho tôn tuệ phương và bảo mẫu chăm sóc. Đôi vợ chồng bỏ con, không hề ái náy về chuyện này, thậm chí còn cảm thấy thảnh thơi hơn. Sau khi có con, thế giới hai người đối với họ là chuyện vô cùng xa xỉ, đương nhiên họ phải nghiêm túc trân trọng. Cùng lúc đó, trên một vách núi sâu trong núi Côn Luân, có một thân cây con mọc giữa khe hẹp, tựa như một xúc tu sừng sững trên vách núi. Thân cây không quá dày, bên trên lác đác vài cành cây có vẻ khá yếu ớt. Mà lúc này, có một người đang đứng hiên ngang trên một cành cây mảnh nhất trong số đó, đầu ngón chân người đó khẽ nhịp, cả người tựa như hoàn toàn không có trọng lượng, chỉ khiến cành cây yếu ớt kia khẽ cong một chút, trông có vẻ vô cùng kỳ diệu. Nếu người thường nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho là thần tiên hạ phàm, nếu không với trọng lượng của người thường, hoàn toàn không thể đứng trên một cành cây mảnh mai như vậy mà còn có thể giữ cho cành không gãy. Người đứng trên cành cây kia mặc một thân áo choàng trắng, tóc dài qua vai, Dâu tóc dài như nhau, đều đã bạc trắng như tuyết, tựa như lão yêu quái đã sống mấy trăm năm trong phim. Có điều người này da rẻ hồng hào, nhìn có vẻ khá mạnh khỏe, so với tóc tai của ông ta thì chẳng giống người lớn tuổi chút nào. Lúc này, ông lão tóc bạc đang nhắm mắt ngưng thần, tựa như hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng dưới chân, mà còn có cảm giác như ông ta mang cốt cách thần tiên. Điện chủ, một ông lão như ngài sao lại chạy đến nơi nguy hiểm thế này? Tôi đã sắp xếp xong xuôi tất cả tài liệu về Lâm Thanh Diệt, tôi đặt trên tảng đá này, sau khi ngài lên đây liếc mắt qua là được. Lúc này ở nơi bằng phẳng của đỉnh vách núi, có giọng nói truyền đến, chủ nhân của giọng nói chính là Dư Kình Thương. Sau khi Dư Kình Thương đặt một số tài liệu lên tảng đá bên cạnh, đặt hòn đá đè lên, cẩn thận đi về phía vách núi, cúi đầu liếc nhìn xuống dưới, tim đập nhanh thêm mấy nhịp. Vách núi này là vách núi cao nhất, dốc nhất của núi Côn Luân từ trên nhìn xuống hoàn toàn không thể nhìn được đến đáy, có khi trên đỉnh còn thấy được mây mù lượn lờ, cái cây con kia chỉ cách đỉnh có 7, 8 mét. Ở độ cao này, dù là cao thủ cấp tông sư như Dư Kình Thương mà rơi xuống cũng chỉ có kết cục tan xương nát thịt, hơn nữa Dư Kình Thương hơi sợ độ cao, nên mỗi lần nhìn thấy điện chủ rèn rũa tâm tính trên cái cây nhỏ đó thì hắn đều lo lắng suốt ruột, mồ hôi đầy đầu. Với cảnh giới của điện chủ, quả nhiên người có trình độ như ta không thể hiểu được, người nặng như vậy mà có thể đứng trên cành cây mảnh mai như thế, hơn nữa còn giữ cho cành cây không gãy, năng lực của điện chủ e là sắp sánh ngang với quỷ thần rồi. Dư kình thương lầm bẩm không dám tiếp tục nhìn thêm, sau khi đặt tài liệu về lâm thanh diện xuống, dư kình thương bèn rời khỏi chỗ này. Một lúc sau, ông lão tóc bạc mở trừng mắt, sau đó trên người tỏa một luồng khí vô hình, dưới chân khẽ vận lực, cả người bật lên trên, đáp xuống đỉnh vách núi, mà cành cây vẫn y nguyên như cũ, chỉ khẽ khàng rung rinh. Ông ta cầm tài liệu trên tảng đá lên, cẩn thận xem một hồi, sau đó cười diếu, lầm bẩm khá thú vị, tài giỏi như vậy, đúng là nên chiêu mộ vào thần điện chúng ta. Tính ra, cách ngày đó cũng không còn bao lâu nữa, ta phải nhanh chóng tìm được người thích hợp, chuẩn bị tốt cho hôm đó. Nhưng mong rằng Lâm Thanh Diện sẽ là người thích hợp đó. Trạng vạng, dưới chân núi Ngọc Bình Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đeo ba lô vừa bước xuống xe, định đi kiếm một khách sạn để ở trước, ngày mai bắt đầu leo núi. Lúc này, dưới chân núi bóng người chật kín, tuy là trong núi, nhưng đâu đâu cũng có thể bắt gặp sạp bán hàng, đủ loại ánh đèn đã phản chiếu cả chân núi rực rỡ muôn màu, ngập tràn hương khói nhân gian. Gần chân núi là từng dãy nhà với kiến trúc hiện đại, do phong cảnh núi Ngọc Bình nổi tiếng, thứ nhìn thấy nhiều nhất ở đây chính là khách sạn, còn có một số biệt thự view phong cảnh chuyên cho thuê, lâm thanh diện và hứa bích hoài kiếm khách sạn trước sau khi cất hành lý xong thì ra ngoài kiếm chỗ ăn cơm lúc nãy khi họ xuống xe đã nhìn thấy gần đó có một chỗ giống như chợ đêm có lẽ sẽ có nhiều đồ ăn vặt để nặc nặc ở nhà em vẫn không yên tâm lắm hai người chúng ta cứ đi du lịch thế này chắc không phải quá vô trách nhiệm đâu nhỉ hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện nói lâm thanh diện cười cười liếc nhìn hứa bích hoài nói yên tâm đi mà chị tôn chăm sóc nó sẽ không có chuyện gì đâu Em đã ở lì trong nhà nửa năm rồi, nếu còn không dẫn em ra ngoài hít khí trời, người sẽ yếu đi hết. Đã đến đây rồi thì đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chúng ta ăn gì đó trước, lúc nãy anh thấy bên đó giống như sắp biểu diễn, hình như là biểu diễn khí công, chúng ta ăn cơm rồi đi xem thử. Hứa Bích Hoài gật đầu, cùng Lâm Thanh diện đi đến chỗ bán đồ ăn. Chương 762, biểu diễn khí công. Núi Ngọc Bình nằm ở vùng xuyên thuộc, khí hậu ẩm ướt, phong cảnh nên thơ cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt nên hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan. Lý do khiến núi Ngọc Bình được yêu thích như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là vì phong cảnh tươi đẹp, người ta thích đến nơi này là bởi vì trên đỉnh núi Ngọc Bình có một ngôi chùa tên là Thanh Long Tự. Ngôi chùa Thanh Long Tự này cũng không phải là một ngôi chùa lâu đời mà mới chỉ được dựng lên trên núi này mấy năm trước, khi mới công khai với bên ngoài đã nói là mời được một cao tăng đắc đạo tới tỏa chấn, đồng thời cũng nói với bên ngoài một số kỳ tích xảy ra trong quá trình xây dựng thanh long tự. Hơn nữa có một số người nói mình tới thanh long tự cầu phúc không bao lâu sau đã được ứng nghiệp, rất nhanh, thanh long tự ở núi Ngọc Bình đã nổi tiếng khắp nơi. Sau đó, để thu hút được nhiều người tới dân hương, thanh long tự bắt đầu dùng võ học hấp dẫn người khác. Nghe đồn vị cao tăng đắc đạo ở Thanh Long tự kia còn là một cao thủ võ lâm thân thủ phi phàm, cứ qua một khoảng thời gian vị cao tăng này sẽ biểu diễn cho mọi người xem một lần những người đã từng được xem vị cao tăng ở thanh long tự này biểu diễn công phu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói là vị cao tăng này đúng là cao thủ ẩn giật. Thậm chí có không ít người sau khi được xem vị cao tăng này biểu diễn đã sinh ra suy nghĩ bái sư, mà vị cao tăng này cũng không từ chối những người này, chỉ cần nộp đủ tiền học phí là có thể ở lại trên núi đi theo cao tăng học võ. Nghe nói học phí một năm với vị cao tăng này là 600 triệu, mặc dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người chạy lên trên núi tìm cao tăng bái sư. Ngày trước, có một nhà vô địch võ thuật quốc gia đã từng nghi ngờ thực lực của vị cao tăng này nên đã tự mình đến Thanh Long tự thách đấu với cao tăng, nhưng chỉ mới 3 chiêu đã bị vị cao tăng này đánh bại. Trận chiến này khiến cho thanh danh của Thanh Long tự càng thêm vang dội, người tìm cao tăng bái sư càng ngày càng tăng thêm, lúc này mới tạo nên cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở núi Ngọc Bình. Lại nghe nói trong số người đi theo cao tăng tập võ có không ít người đã học thành thực lực của những người này còn lợi hại hơn cả vị quán quân vô địch võ thuật quốc gia kia, thậm chí có thể so với cao thủ võ Lâm trong tivi. Nhưng đây là thật hay là giả thì vẫn chưa có kết luận, mọi người nghe được cũng chỉ là mấy tin đồn mà thôi. Khi đang tìm nơi để đi du lịch, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy một số giới thiệu về Thanh Long tự ở núi Ngọc Bình cho nên cuối cùng mới chọn tới đây du ngoạn, thuận tiện đi xem vị cao tăng đắc đạo trong lời đồn kia rốt cuộc có lai lịch ra sao. Dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, Thực lực của vị cao tăng kia cũng không quá mạnh chỉ là được cố ý nói quá lên để tuyên truyền với bên ngoài thôi, nhưng khả năng vị cao tăng này là một cao thủ nội kình cũng rất lớn. Lâm Thanh Diện tương đối tò mò vị cao tăng này có phải lão hòa thượng có công lực thâm hậu trong truyền thuyết kia hay không, cho nên dẫn theo Hứa Bích Hoài sang đây xem một chút. Cũng chính bởi vì cao tăng trên Thanh Long tự là một vị cao thủ võ công nổi tiếng, cho nên dưới chân núi Ngọc Bình mới tổ chức các buổi biểu diễn khí công để tăng thêm sự nổi tiếng cho vị trên núi kia. Sau khi ăn xong, hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi tới chỗ biểu diễn khí công kia. Bên kia là một cái sân khấu đã được dựng sẵn, bốn phía có màn che lại, đương nhiên muốn vào xem biểu diễn phải mua vé vào cửa. Lâm Thanh Diện đi mua vé cho hai người rồi dẫn theo Hứa Bích Hoài đi tới cửa soát vé. Loại biểu diễn này có gì đáng xem chứ? Trên đời này hoàn toàn không tồn tại cái thứ gọi là khí công gì đó, đều là lừa người thôi. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Mặc dù hiện tại thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới cảnh giới tông sư không ai có thể địch lại được, nhưng Hứa Bích Hoài lại chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất thủ, cho nên sự hiểu biết đối với công phu vẫn dừng lại ở mức đơn giản nhất, cô cảm thấy giỏi đánh nhau đều là nhờ thân thể cường tráng cộng thêm phản ứng nhanh. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài cười cười, nói: "Có phải lừa người hay không không quan trọng, xem cho vui cũng được mà." Anh không biết trên đời này có khí công hay không, nhưng anh biết trên đời này có tồn tại nội kinh thậm chí còn có cả huyền kình nữa, cho nên nhìn thấy có biểu diễn khí công anh muốn biết cái gì gọi là khí công, khí công đó có giống như nội kình hay không. Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh sân khấu, sau khi Lâm Thanh Diện mang theo hứa Bích Hoài đi vào tìm một nơi cách sân khấu tương đối gần đứng lại. Không bao lâu sau, buổi biểu diễn đã bắt đầu, ban đầu đều là một số tiết mục bình thường hay thấy như là để tảng đá lên ngược rồi dùng búa đập vỡ, cũng không có gì là đặc biệt. Sau đó lại có một vị gọi là Đại sư Khí Công đi ra, bắt đầu đánh nhau với một tên côn đồ có vẻ rất mạnh, vị đại sư khí công kia chỉ dùng mấy chiêu đã nhẹ nhàng giải quyết xong tên kia, nhìn qua cũng không giống như đang diễn trò mà là đánh thật. Người xem dưới sân khấu cũng lập tức bắt đầu khen hay, rõ ràng tất cả mọi người đều thích loại biểu diễn này. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vị được gọi là đại sư khí công kia một hồi, lúc này mới hiểu rõ thế nào là khí công. Quả thực vị đại sư khí công kia đã được học qua phương pháp thổ nạp sao nhưng học không được đầy đủ, mặc dù cũng có tác dụng nhất định, khiến trong cơ thể xuất hiện một sức mạnh gần giống như nội kinh, nhưng còn kém hơn nội kinh rất nhiều, cùng phương pháp thổ nạp bản thấp mà công tôn thắng đổi ra cho gia tộc công tôn học mà một loại. Sao là phương pháp điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể bằng cách thở ra khí đục và hít vào không khí trong hoặc kèm theo phát âm, làm giảm mệt mỏi và sảng khoái tinh thần. Nhưng dù như vậy, Thực lực của vị đại sư khí công này cũng lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa nhìn chiêu thức của anh ta có lẽ đã được học một cách bài bản, không phải là vớ vẩn qua loa. Wow, chồng ơi, không ngờ vị đại sư khí công này lại thật sự lợi hại như vậy. Vừa rồi có nhiều người như thế mà anh ta lại có thể dễ dàng đánh bại hết tất cả bọn họ. Nhưng so với anh vẫn còn kém hơn một chút, chồng em mới là lợi hại nhất. Hứa Bích Hoài cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười nói anh ta làm như kia cũng chỉ là khua chân múa tay thôi chồng em là người có công phu thật nếu anh đi lên thì chỉ cần vài phút là có thể đánh gục anh ta thôi đi đúng là một tên tự cho mình là giỏi còn dám nói là mình có thể đánh bại được đại sư khí công nữa chứ thật sự là nực cười mà lúc này sau lưng hai người vang lên một tiếng giễu cợt lâm thanh diện và hứa bích hoài cùng quay đầu nhìn lại phía sau phát hiện đứng sau lưng bọn họ là một đôi tình nhân người chế diễu hai người bọn họ chính là cô gái đó. Hai người đừng để ý, bạn gái tôi hơi thẳng tính một chút nên hai người đừng để trong lòng, nhưng quả thực hai người đã quá coi thường vị đại sư khí công trên sân khấu kia rồi, vị này thật sự đã đi theo cao tăng trên thanh long tự học công phu, thực lực rất cao, anh nhìn qua cảm thấy không đánh được bao nhiêu người nhưng nếu đi lên đó qua mấy chiêu đã bị đánh bay rồi. Người con trai cười nói, ôi trời, anh nói cái này với bọn họ làm gì, cứ để bọn họ tự cho là đúng đi, có công phu thật cơ đấy, em thấy chỉ là khoác lác mà thôi. Cô gái mặt mũi vô cùng khinh thường diễu cợt nói một câu. Lâm Thanh Diện không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai người kia, hứa bích hoài thật vất vả khen anh một câu khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng, không ngờ thoáng cái đã bị hai người kia làm hỏng, bây giờ trong lòng anh thực sự cảm thấy khá khó chịu. Hai người chưa từng thấy tôi xuất thủ sao lại biết là tôi đang khoác lác. Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu đôi tình nhân liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường cái này còn cần phải nhìn à người giống như anh nói không chừng ngay cả bạn trai tôi cũng không đánh lại được huống chi là vị đại sư khí công kia làm người có đôi khi không thể quá tinh tướng nếu không sẽ bị người khác chê cười đấy cô gái nói xong còn đảo mắt khinh thường nhìn lâm thanh diện được rồi đừng so đo với bọn họ làm gì hứa bích hoài kéo cánh tay lâm thanh diện ngay lúc này Vị đại sư khí công trên sân khấu hơi liếc nhìn xuống phía dưới một chút, cất cao giọng nói, "Tôi biết ở đây có người không tin màn biểu diễn vừa rồi của tôi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người một cơ hội, không biết các vị bạn hữu đường xa đến đây có ai muốn lên đài cảm nhận sự lợi hại của khí công này một chút hay không?" Chương 763, tôi hơi dùng thêm chút sức là đủ rồi. Sau khi cô gái đó nghe thấy vị đại sư khí công kia nói như vậy lập tức đảo đảo trong mắt, nhìn lâm thanh diện nói không phải anh cảm thấy mình rất lợi hại à bây giờ có cơ hội rồi đấy người ta tìm người đi lên thể nghiệm kia anh có gan đi lên không người con trai lập tức cười một tiếng nói đừng làm rộn vừa rồi anh ta cũng chỉ khoác lác với chúng ta mà thôi nếu đi lên đó không phải sẽ bị đánh chết à lâm thanh diện quay đầu nhìn đại sư khí công trên lôi đài một chút sau đó lại đem ánh mắt nhìn vào đôi tình nhân kia nói hai người ở dưới này chờ xem đi nói xong lâm thanh diện đi lên trên sân khấu cùng đi lên sân khấu như lâm thanh diện còn có mấy người nữa những người này cũng đều cảm thấy nghi ngờ với vị đại sư khí công này nên muốn đi lên tìm tòi thật giả thật sự là cười chết tôi rồi tên kia lại có can đảm đi lên đó nữa chứ người ta có công phu thật đấy mặc dù sẽ không thật sự ra tay với những du khách này nhưng chỉ cần dùng mấy chiêu là có thể dọa anh ta sợ chết rồi anh ta còn ở đó mà sao kè người con trai cười lạnh mở miệng nói mặc kệ anh ta chờ lúc nữa cảm nhận được công phu thật sự để xem anh ta còn dám khoác lác nữa không. Cô gái cười nhạo một tiếng. Hứa Bích Hoài nghe hai người nói như vậy cảm thấy vô cùng tức giật, nhưng cô có lòng tin tuyệt đối với Lâm Thanh Diệt, cô tin chồng mình là lợi hại nhất. Sau khi lên đài, biện pháp mà đại sư khí công kia để đám người cảm nhận được công phu của mình chính là để lần lượt từng người đối trưởng với anh ta, mấy người phía trước đều hơi kích động, đều cảm thấy nếu mình dùng toàn lực thì cũng không kém hơn bao nhiêu so với đại sư khí công kia. Nhưng kết quả lại không giống như bọn họ nghĩ, đại sư khí công chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn những người này đang nghiến răng nghiến lợi dùng hết tất cả sức lực đẩy mình đi. Sau đó đại sư khí công chỉ hời hợt ra một trưởng mà những người này lại giống như bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy ra, ngã ngồi xuống dưới đất, ai cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người ở đây bị hành động này của đại sư khí công dọa cho sợ hãi. Những người đi lên kia đều đi cùng người nhà hoặc là bạn bè tới đây cho nên tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ không thể nào là người đại sư khí công mời tới diễn kịch được, hơn nữa động tác mà đại sư khí công thể hiện ra kia hoàn toàn không phải là giả. Lúc đại sư khí công xuất thủ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được có một cỗ khí kình xuất hiện ở trên người anh ta. Thấy không, đại sư khí công người ta thủ đoạn kinh người như thế, tên kia lại còn dám nói mình còn lợi hại hơn, thật sự là buồn cười mà cô gái mũi vô cùng đắc ý nói một câu với hứa bích hoài. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt tên đó, không biết bây giờ trong lòng anh ta có cảm giác gì nhỉ, chắc chắn là đang sợ muốn chết rồi, người này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, mặc dù đại sư khí công sẽ không thật sự ra tay độc ác, nhưng cũng vẫn có thể dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Người con trai phụ họa theo nói, hứa bích hoài lạnh lùng nhìn hai người một chút, mở miệng nói, trước khi có kết quả thì xin hai người cũng đừng có tự cho mình là đúng như vậy hai người đều nhếch miệng lên hiển nhiên là rất khinh thường hứa bích hoài trên sân khấu lâm thanh diện là người cuối cùng cảm thụ sức mạnh của đại sư khí công sau khi anh đứng ở trước mặt đại sư khí công đại sư khí công cười nói với anh một câu dùng hết toàn lực của anh công kích tôi không tốt lắm đâu nếu tôi dùng hết toàn lực thì lát nữa anh sẽ phải đi bệnh viện đấy tôi hơi dùng thêm chút sức là đủ rồi lâm thanh diện mở miệng cười Đại sư khí công nghe được lời này của Lâm Thanh Diện thì hơi sửng sốt một chút sau đó lập tức cười lên ha ha, rồi mở miệng nói với đám người ở dưới sân khấu, xem ra vị người xem này vẫn còn chưa tin vào thực lực của tôi, còn nói là chỉ cần hơi dùng thêm chút sức là có thể đánh bại tôi rồi. Mọi người dưới sân khấu đều cười vang, những người đã từng thấy qua thực lực của đại sư khí công lúc này đang cảm thấy vô cùng sùng bái anh ta. Nếu anh cảm thấy mình lợi hại như vậy thì lát nữa tôi sẽ dùng hết toàn lực đối trưởng với anh. Chỉ có điều kết quả của anh sẽ vô cùng thảm hại, nhẹ thì nằm viện, nặng thì mất mạng, không biết anh có dám tiếp tục hay không." Trong ánh mắt của đại sư khí công lộ ra một tia âm tàn. Trong mắt anh ta, thực lực của mình là không thể nghi ngờ, Lâm Thanh Diện đã thấy kết quả của những người đi trước như vậy mà vẫn còn dám cuồng vọng nói ra như thế, nếu anh ta không dạy dỗ Lâm Thanh Diện một chút thì sau này màn biểu diễn kia đoán chừng cũng không còn ai xem nữa. "Không thành vấn đề." Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Đại sư Khí Công thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trên mặt nở nụ cười, ở đây có nhiều người làm nhân chứng như vậy, cho dù có đánh Lâm Thanh Diện xảy ra vấn đề gì thì cũng là do tài nghệ của anh ta không bằng người khác, sẽ không bị ai nói cái gì hết. Vậy anh cứ chuẩn bị kỹ càng đi, lát nữa có muốn hối hận thì cũng đã muộn. Đại sư Khí Công đứng ở chỗ đó bày ra một tư thế tiếp chiêu, quát lên tới đi. Đôi tình nhân dưới sân khấu kia cũng nhìn Lâm Thanh Diện cười lạnh. Hai người đó cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thực chính là đang tìm đường chết, vừa rồi chẳng qua người ta mới chỉ hơi dùng thêm chút sức mà đã có thể đẩy ngã người khác, bây giờ nếu dùng toàn lực thì chỉ sợ có thể đánh bay người đi, bây giờ bọn họ đang đợi để xem cảnh tượng Lâm Thanh Diện bị đánh bay đi. Lâm Thanh Diện không do dự, chỉ hơi dùng sức một chút, đánh một chưởng về phía đại sư khí công. Đại sư khí công thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đem hết sức lực toàn thân đều tập trung vào trong lòng bàn tay, sau đó hét lớn một tiếng bỗng nhiên đánh một trưởng về phía lâm thanh diện nghinh đón lấy tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn một màn này chờ mong cảnh tượng lâm thanh diện bị đánh bay xuất hiện nhưng khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là lâm thanh diện không hề bị đánh bay đi mà ngược lại là đại sư khí công sau khi tiếp xúc với bàn tay của lâm thanh diện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tiếp theo là hét thảm một tiếng cơ thể bay ra khỏi sân khấu rơi xuống dưới tất cả mọi người ở đây bị một màn này làm cho sững sờ không ngờ đại sư khí công có thực lực cường đại như thế mà lại bị lâm thanh diện nhẹ nhàng bâng quơ dùng một trường đánh bay đi như vậy. xem ra lâm thanh diện mới thật sự là đại sư rồi. ngạc nhiên chưa, lúc đầu cứ tưởng anh ta đang nói khoác, không ngờ lại là người thật sự có bản lĩnh. lần này xem như là được mở mang tầm mắt rồi. mặc kệ ai thua ai thắng, cái này cũng đã nói rõ trên đời này thật sự có thứ gọi là công phu, không được ngày mai tôi nhất định phải tới Thanh Long tự xem vị cao tăng trong truyền thuyết kia, không chừng là thật đấy. Tất cả mọi người ở đây bởi vì Lâm Thanh Diện mà sôi trào lên, trong phút chốc trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sự bội phục. Đại sư khí công kia sau khi rơi xuống đất sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, không ngờ mình lại đụng phải kẻ khó chơi. Anh ta cắn răng nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diện một lúc, sau đó khó chịu rời đi. Lúc này đôi tình nhân đứng ở bên cạnh hứa bích hoài kia đã trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi rất khó tin. Hứa Bích Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng từ trên lôi đài xuống tới nơi, đi tới trước mặt đôi tình nhân kia, cười hỏi, không biết bây giờ hai vị có còn cảm thấy tôi đang khoác lác nữa không? Đôi tình nhân kia lập tức á khẩu không trả lời được, cảm thấy rất mất mặt, cô gái kia cũng không đáp lời Lâm Thanh Diện mà kéo người con trai, chật vật quay người rời đi. chương 764, Leo Núi Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện dậy thật sớm ra ngoài mua bữa sáng trở về, lúc về tới khách sạn, Hứa Bích Hoài mới rời giường, dáng vẻ lười biếng. "Đồ lười, bây giờ là mấy giờ rồi, mặt trời đã lên cao lắm rồi đó, mau thu dọn một chút, lát nữa chúng ta đi leo núi." Lâm Thanh Diện cười đem bữa sáng để lên bàn. Hứa Bích Hoài oán trách nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, "Anh biết hôm nay sẽ đi leo núi mà đêm qua còn muốn lại còn ở đó mà châm chọc à?" nếu em leo được một nửa mà quá mệt thì sẽ đi xuống cho anh một mình leo lên đó cho bó lâm thanh diện cười hắc hắc nói vậy không được vừa rồi lúc anh xuống dưới kia mua bữa sáng đã nghe được người bán cơm nói là thời gian gần đây trên núi ngọc bình xảy ra chuyện mấy cô gái đi leo núi một mình bị mất tích anh không thể để em xuống núi một mình được cho dù phải khiêng lên thì anh cũng phải đưa em tới đỉnh núi hứa bích hoài liếc mắt nhìn lâm thanh diện không nói gì rời giường đi rửa mặt sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài, chân núi có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp dẫn đoàn, Lâm Thanh diện báo tên, dự định đi theo hướng dẫn viên du lịch lên núi. Hướng dẫn viên du lịch mang một đoàn khoảng hơn 20 người, sau khi tập trung đám người lại, hướng dẫn viên du lịch dẫn đám người đi lên trên núi. Gần đây núi Ngọc Bình xảy ra chuyện mấy cô gái đi leo núi một mình bị mất tích, núi Ngọc Bình là nơi tương đối hiểm trở. Nếu như lạc đường rất dễ bị lạc ở trên núi không tìm được đường ra, kể cả có gọi đội cứu hộ tới cũng không tìm ra được, cho nên mọi người nhất định phải đi theo sát tôi, không được tự tiện rời đội. Hướng dẫn viên du lịch cầm loa lớn hướng về phía đám người nói một câu. Sau khi Hứa Bích Hoài nghe nói như thế quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, nói: "Thì ra không phải anh đang lừa em à?" "Anh lừa em làm gì, lát nữa em nhất định phải theo sát anh, nếu bị đi lạc là em sẽ không còn được gặp lại anh nữa đâu." Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Hứa Bích Hoài kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mở miệng nói, em đâu có ngốc như anh nói đâu. Đám người lần lượt bắt đầu hành trình leo núi, vừa mới bắt đầu không bao lâu thì có hai người đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, chính là đôi tình nhân tối hôm qua. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ vậy mà đôi tình nhân này lại cùng đoàn hướng dẫn viên du lịch với bọn họ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Anh bạn, tối qua thật sự phải xin lỗi anh, là chúng tôi kiến thức quá nông cạn. Không ngờ anh lại lợi hại như vậy, hy vọng anh có thể đừng để chuyện này ở trong lòng, nếu mọi người có thể gặp được nhau thì cũng là có duyên, không bằng chúng ta kết bạn đi." Người con trai nói. Lâm Thanh Diện cười cười với anh ta, cũng không hề để ý, nếu đối phương đã có thể chủ động xin lỗi thì đương nhiên anh cũng không có gì phải so đo. Chỉ có điều lòng giả dạ của cô gái kia rõ ràng kém hơn chàng trai này, dường như vẫn còn bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà không thoải mái mặc dù không làm gì Lâm Thanh Diện nhưng ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện vẫn rất khó chịu như cũ. Trên đường đi bốn người đi theo sau hướng dẫn viên du lịch, vừa nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về lịch sử của núi Ngọc Bình, vừa ngắm cảnh. Thông qua trò chuyện, Lâm Thanh Diện biết được đôi tình nhân này đến từ một thành phố tương đối giàu có ở phương Nam, người con trai kinh doanh một công ty chuyển phát nhanh, cũng gọi là có tiền, cô gái thì là con của một nhà cám bộ, hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối người con trai tên là Lý Đồng Dương, cô gái tên là Triệu Manh, lần này hai người tới núi Ngọc Bình cũng không đơn thuần chỉ là tới du ngoạn. Lúc này hướng dẫn viên du lịch đang kể lại một sự tích của vị cao tăng đắc đạo của Thanh Long Tự, nghe nói hôm nay bọn họ khá may mắn, cứ cách một khoảng thời gian Đại sư Thiên Long sẽ tiến hành biểu diễn, chính là vào xế chiều ngày hôm nay. Lý Đồng Dương cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, nói, không dám lừa các người, từ nhỏ tôi đã có một giấc mộng võ hiệp, cho nên có một chấp niệm rất sâu đối với võ đạo, nhưng vẫn không thể tiếp xúc được với công phu chân chính của nước C. Lần này chúng tôi tới núi Ngọc Bình, mục đích chủ yếu nhất thật ra là tìm Đại sư Thiên Long để bái sư, tiền tôi đã chuẩn bị xong, cho dù chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Đại sư Thiên Long thì chắc chắn cũng có thể học được một chút bản lĩnh thật sự. Đại sư Thiên Long chính là tên gọi của vị cao tăng đắc đạo của Thanh Long từ kia. Lúc Lâm Thanh Diện nghe được cái tên Đại sư Thiên Long này, trong lòng còn cảm thấy hơi kỳ lạ, dù sao trong lòng anh, cho dù đã trở thành cao tăng thì cũng không nên lấy một cái tên kiêu ngạo như thế mới đúng. Ôi trời, anh nói với bọn họ cái này làm gì, bái đại sư Thiên Long làm sư phụ cũng không phải chuyện dễ dàng, bây giờ anh nói với bọn họ như vậy nhỡ đâu bọn họ cũng muốn bái sư, vậy không phải anh lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa à? Triệu manh cao mày nói một câu. Lâm Thanh Diện cười cười, nói yên tâm đi, tôi không có hứng thú gì với đại sư Thiên Long này đâu, nếu như vị đại sư khí công đêm qua thật sự là đồ đệ của ông ta, vậy có lẽ ông ta còn chưa đạt tới trình độ để tôi bái sư. Triệu manh lập tức nhếch miệng, nói thôi đi, người đêm qua kia có lẽ cũng chỉ là mượn thanh danh của đại sư Thiên Long mà thôi, đại sư Thiên Long chân chính, thực lực sâu không lường được, nghe nói ông ta có thể sử dụng một mảnh lá cây để cắt đôi một tảng đá cứng rắn, như vậy sao đại sư khí công kia có thể so sánh được. Lâm Thanh Diện nhướng lông mày lên, nếu như vị đại sư thiên long kia thật sự có bản lĩnh này, vậy rất có thể là một vị cao thủ ẩn danh đã đạt tới cảnh giới tông sư. Anh đừng tưởng bây giờ anh như vậy là lợi hại. chờ lý đồng dương bái đại sư thiên long làm sư phụ, chắc chắn anh sẽ không phải là đối thủ của anh ấy. triệu manh đắc ý nói một câu với lâm thanh diện, lâm thanh diện cười không nói gì. cho dù hiện tại đại sư thiên long thật sự là một vị cao thủ tông sư, lý đồng dương bái ông ta làm thầy thì cũng không thể là đối thủ của anh. Sau nửa ngày, hướng dẫn viên du lịch mang theo đám người đi tới được vị trí giữa sườn núi, có thể bởi vì nguyên nhân tất cả mọi người đều mong muốn được xem Đại sư Thiên Long của Thanh Long tự biểu diễn, nên tất cả mọi người đều không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại là càng leo càng hưng phấn. Hứa Bích Hoài trải qua sự tàn phá, không thương tiếc của Lâm Thanh Diện đêm qua, lúc leo đến nơi này đã có chút không kiên trì nổi, cô muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng hướng dẫn viên du lịch lại chỉ cho đám người dừng lại một chút rồi lại tiếp tục leo lên trên núi chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này thêm một lát đi, không cần phải đi theo bọn họ làm gì, hướng dẫn viên du lịch kia giới thiệu cũng không hay lắm. Lâm Thanh Diện cười nhìn hứa Bích Hoài một chút, đưa tay lau đi mồ hôi trên chán cô. Hứa Bích Hoài oán trách nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đều tại anh, nếu không phải do anh thì chắc chắn bây giờ em sẽ không mệt mỏi như vậy. Vợ, anh sai rồi, vậy lát nữa anh sẽ cõng em đi lên đó được không? Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhận sai nói hứa bích hoài liếc mắt nhìn lâm thanh diện tìm một khối đá lớn ngồi xuống lúc hứa bích hoài nghỉ ngơi lâm thanh diện tìm một chỗ cao nhảy lên quan sát khung cảnh bốn phía một lát sau lâm thanh diện phát hiện ra một con đường mòn nhỏ khuất sau tảng đá đường mòn này thông đến một miếu nhỏ khuất sau núi nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ không ai phát hiện ra nơi này còn có một chỗ khuất như vậy vợ em mau đến xem chỗ này có một ngôi miếu ở chỗ khuất kia lâm thanh diện vẫy vẫy tay với hứa bích hoài lúc này hứa bích hoài cũng đã nghỉ ngơi đủ đứng dậy đi tới chỗ lâm thanh diện sau khi cô nhìn thấy ngôi miếu nhỏ khuất ở phía sau ngọn núi hai mắt cũng sáng lên rất có cảm giác giống như chơi game phát hiện ra phó bản ẩn dấu mới chúng ta đi qua đó xem một chút đi hứa bích hoài đi tới phía bên kia lâm thanh diện lập tức đuổi theo cũng muốn nhìn xem ngôi miếu nhỏ này dùng để làm cái gì cùng lúc đó bên trong miếu nhỏ cũng đang có mấy người mặc áo tăng nhân đầu chọc ngó qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mau chuẩn bị kỹ càng, có con mồi tới, xem ra vẫn là cực phẩm, mặc dù có phiền phức đi theo nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, việc này nhất định phải thành công, đưa qua cho đại sư, nếu như đại sư cao hứng nói không chừng sẽ lại truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu công phu đấy. chương 765, Miếu Nhỏ Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi tới trước ngôi miếu nhỏ, nhìn thấy cửa miếu đóng chặt, không biết bên trong có người hay không cho hỏi có ai không hứa bích hoài kêu một tiếng không chừng chỉ là một cái miếu hoang thôi nếu không khi nãy chắc chắn hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu về nơi này rồi em thấy không trông cũng chẳng có mấy ai tới đây đoán chừng không có ai bên trong đâu lâm thanh diện nói hứa bích hoài gật đầu cảm thấy lâm thanh diện nói rất có lý nhưng anh vừa nói xong không bao lâu cửa miếu đã mở ra sau đó có hai hòa thượng trông rất ra dáng bước ra từ bên trong. Hai hòa thượng cúi chào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, một người trong đó nói: "Hai vị thí chủ, có thể phát hiện ra ngôi miếu nhỏ này là phúc duyên của hai người, cũng là sự vinh hạnh của chúng tôi. Trụ trì của chúng tôi có quy định chỉ cần là người tìm thấy ngôi miếu của chúng tôi đều sẽ được chúc phúc, mời hai người đi vào trong." Hứa Bích Hoài vô cùng vui vẻ, không ngờ phát hiện ngôi miếu nhỏ này còn có thể được chúc phúc. Tuy cô không tin Phật, nhưng với chuyện huyền học này cô không có cách nào hoàn toàn coi thường được. Hơn nữa người ta cũng chúc phúc cho mình, cho nên cô bèn vui vẻ hứng khởi đi vào. Lâm Thanh Diện thấy thế cũng đi vào trong ngôi miếu nhỏ theo. Trong miếu hương khói lượn lời, có lẽ là hương mới đốt, một pho tượng Phật không quá lớn được thờ cúng ở trung tâm, trước bàn bày một vài đồ cúng đã héo. Lúc này một hòa thượng mặc áo tăng màu vàng đang ngồi xếp bằng im lặng trước tượng Phật, hai hòa thượng kia đi tới trước mặt ông ta, một người trong đó nói trụ trì, người có duyên đã đến rồi. Hòa thượng được gọi là trụ trì mở mắt ra, đứng dậy từ dưới đất quay đầu nhìn về phía hai người lâm thanh diện và hứa bích hoài, nở một nụ cười như cao tăng đắc đạo. Theo nét mặt của hai thí chủ, gần đây thật sự đang có vận may, đặc biệt là nữ thí chủ, mặt mày hồng hào, vẻ mặt sáng láng, chắc chắn là có chuyện vui gì đó. Trụ trì nói, hứa bích hoài lập tức cúi đầu nở nụ cười, có thể ở bên lâm thanh diện chính là chuyện mà cô vui vẻ nhất nếu hôm nay có duyên vậy tôi sẽ tặng cho hai vị một vận may nữ thí chủ mời đến đây với tôi trụ trì ra hiệu mời với hứa bích hoài sau đó bèn đi vào trong một cánh cửa nhỏ hứa bích hoài gật đầu đi vào trong theo trụ trì lâm thanh diện cũng muốn đi theo nhưng lại bị hai hòa thượng ngăn cản một lần trụ trì làm phép chỉ có thể đi vào một người mong thí chủ đợi ở bên ngoài hứa bích hoài quay đầu nhìn lâm thanh diện có lẽ sẽ nhanh thôi, anh đợi ở đây một lát nhé. Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu, nghĩ ngôi miếu này cũng không lớn, có lẽ bên trong thật sự không chứa được quá nhiều người. Sau khi thấy hứa Bích Hoài đi vào theo trụ trì, Lâm Thanh Diện bèn tham quan trong miếu, anh chú ý thấy một vài góc trong miếu có rất nhiều cho bụi, tựa như lúc quét tước hòa thượng ở đây chỉ quét dọn bên ngoài thôi vậy. Lại nhìn tượng Phật trong miếu, có mấy chỗ đã bị chóc sơn như lâu rồi không có ai tu sửa, cũng không biết có phải là bất kính với Phật tổ không nữa. Sau khi trụ trì dẫn hứa Bích Hoài đi vào không bao lâu, hai hòa thượng kia cũng đi vào theo, trong sảnh chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Diệt, điều này khiến anh cảm thấy đám hòa thượng này hơi không đáng tin, luôn giả vờ thần bí, cuối cùng thật ra vẫn xin tiền nhang đèn thôi. Nhưng chỉ cần hứa Bích Hoài vui, dù bị gạt chút tiền cũng không sao cả, ít nhất trong lòng thấy thoải mái là được. Khoảng 15 phút trôi qua, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, Hứa Bích Hoài cũng chưa đi ra ngoài, khiến Lâm Thanh Diện bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa ngôi miếu nhỏ này trông không chính quy lắm, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng. Phía sau cánh cửa nhỏ là một căn phòng cũ nát cực kỳ tối tăm, lúc này Hứa Bích Hoài đang ngồi trên một cái ghế, trên người cũng đã bị dây thừng trói lại. Cô vừa bước vào không bao lâu, trụ trì kia cầm một cây nhang có mùi lạ quơ quơ trước mặt cô, sau đó Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ màng. Không bao lâu sau đã hôn mê bất tỉnh. Chủ trì này chỉ cười khẩy nhìn chằm chằm hứa Bích Hoài trên ghế, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao tăng đắc đạo khi nãy. Đúng là cực phẩm, dáng vẻ này thật sự khiến tôi khó mà nhịn được, đáng tiếc mặt hàng tốt như thế là để đại sư hưởng dụng, tôi cũng không có phúc phần này. Chủ trì lẩm bẩm tự nói một câu. Bây giờ hai người đưa người phụ nữ này lên núi, giao cho đại sư. Chủ trì quay đầu nhìn hai hòa thượng kia vậy người bên ngoài thì sao ạ? À? Chủ trì cười lạnh, núi Ngọc Bình rộng như thế, người đi lạc nhiều vô số kể, có một hai người lạc đường trong núi rồi bị giã thú ăn cũng không phải chuyện gì lạ. Cứ giao cậu ta cho tôi, hai người mau đưa cô ta lên núi đi. Hai hòa thượng đều gật đầu, sau đó bèn cũng nhau đỡ hứa bích hoài đang ngồi trên ghế lên, ra ngoài từ cửa sau đi lên núi. Trong sảnh lớn, Lâm Thanh Diện đã không muốn đợi thêm nữa, đi thẳng về phía cánh cửa nhỏ kia lúc này trụ trì đi ra từ bên trong trên mặt mang theo nụ cười châm chọc nhìn chằm chằm lâm thanh diện vợ tôi đâu lâm thanh diện hỏi vợ cậu đã bị tôi độ hóa xuất ra rồi sau này cậu không cần gặp lại cô ta nữa trụ trì cười hì hì lâm thanh diện thấy vẻ mặt trụ trì từ một hòa thượng biến thành tên lưu manh đã biết mình bị lừa thầm mắng một tiếng trong lòng lạnh lùng nói mau đưa vợ tôi ra đây nếu không tôi giết chết ông ha ha không ngờ còn ngông cuồng như thế Nói cho cậu hay, tôi chính là đệ tử thân truyền của Đại sư Thiên Long đấy, ông ấy chính là cao thủ công sư, còn tôi dưới sự dạy dỗ của ông ấy cũng đã có thực lực nội kinh tiểu thành rồi. À đúng, có lẽ cậu không biết nội kinh là gì đâu nhỉ, tóm lại cậu chỉ cần biết hôm nay mình không sống tiếp được nữa là đủ. Vợ cậu đã bị dẫn đi gặp Đại sư Thiên Long, nếu không ngoài dự kiến, tối nay, cô ta sẽ được Đại sư Thiên Long sủng hạnh, còn cậu, đương nhiên cũng sẽ bị diệt khẩu. Cậu có trách chỉ có thể tự trách mình quá xui xẻo đi vào cái miếu này của chúng tôi thôi." Trụ trì nói xong thì lập tức xông về phía Lâm Thanh Diện, giơ tay muốn bóp cổ anh. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không ngờ đại sư Thiên Long kia lại là người xấu xa như thế, còn lén lút làm chuyện thế này, e rằng mấy cô gái mất thích đều là bị bọn họ gài bẫy. Cơn giận ngút trời dâng lên từ trong lòng Lâm Thanh Diện, vào khoảnh khắc trụ trì xông đến trước mặt, anh bắt lấy cổ tay ông ta, chỉ dùng sức một chút đã bẻ gãy cái tay đó. Trụ trì biến sắc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như thế, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra. "Cậu, cậu là ai? Vì sao, vì sao khí thế còn mạnh hơn cả đại sư Thiên Long nữa?" Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của trụ trì, giơ chân đá một cước lên trên đầu gối của ông ta, răng rắc một tiếng, trụ trì quỳ gối xuống đất một cao thủ nội kình tiểu thành cứ vậy bị Lâm Thanh Diện đánh gãy một tay một chân. Nói, các người làm gì vợ tôi rồi, nếu cô ấy mất nửa sợi lông nào, đừng nói là đại sư thiên long gì đó, cho dù là cả thanh long tự của các người, tôi cũng sẽ lật lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 766, Đại sư Thiên Long Phương trưởng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thanh Diện, bây giờ anh ta đã gãy một tay và chân, muốn chạy cũng không được, vì thế chỉ có thể cầu xin Lâm Thanh Diện, không dám, không dám, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu, xin hãy tha cho tôi. Sau đó, Phương Trượng nói với Lâm Thanh Diện rằng hứa Bích Hoài đã bị đưa đến chùa Thanh Long ở trên đỉnh núi, hai nhà sư sẽ giao hứa Bích Hoài cho Đại sư Thiên Long, còn Đại sư Thiên Long sẽ làm gì với hứa Bích Hoài thì họ đều không biết. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện âm trầm, sau đó anh lại hỏi lai lịch của Đại sư Thiên Long này, Phương Trượng bèn nói tất cả những gì mình biết cho Lâm Thanh Diệt, không hề giấu giếm. Thì ra người được gọi là Đại sư Thiên Long ấy vốn là người của thế gia cổ võ, thực lực đã đạt tới cảnh giới tông sư, người có thực lực như ông ta dù ở trong thế gia cổ võ cũng được coi là đối tượng trọng điểm được mọi người yêu ái. Nhưng vì tác phong cá nhân, ông ta đã bắt gia chủ phu nhân của thế gia cổ võ, sau này sự việc bại lộ, Đại sư Thiên Long bị gia chủ thế gia cổ võ truy đuổi, bất đắc dĩ ông ta chỉ có thể trốn thoát khỏi nơi đó. Về sau núi Ngọc Bình phát triển thành một khu du lịch, trong lúc vô tình nhà đầu tư đã gặp đại sư Thiên Long, biết ông ta là một võ giả mạnh mẽ nên đã trao đổi với đại sư Thiên Long về việc xây dựng chùa Thanh Long. Đại sư Thiên Long rời khỏi thế gia cổ võ, vì sợ bị tìm tới cửa, hơn nữa ông ta cảm thấy lên núi làm một hòa thượng cũng không phải điều xấu nên đã đồng ý với nhà đầu tư. Nhà đầu tư dựng nên hình tượng đại sư Thiên Long là một cao tăng đắc đạo để thu hút mọi người đến núi Ngọc Bình du lịch. Cuộc sống của Đại sư Thiên Long trên núi vô cùng dễ chịu, chỉ riêng đèn nhang do những du khách này mang tới cũng đủ để ông ta sống mấy đời. Vấn đề duy nhất là trong chùa không có phụ nữ, Đại sư Thiên Long lại là một kẻ háo sắc, vì vậy ông ta mới có ý đồ với những nữ du khách trẻ đến đây du lịch. Những cô gái trẻ biến mất trước đó không phải bị lạc đường trong núi, mà đều là do vô tình phát hiện ra ngôi đền nhỏ, lại đi một mình nên mới bị Đại sư Thiên Long bắt được. Còn nếu là đàn ông phát hiện ra ngôi đền nhỏ ấy thì người bên trong sẽ không bao giờ mở cửa. Nghe Phương Trưởng kể lại, lửa giận trong lòng Lâm Thanh Diện càng lớn hơn, anh không ngờ người được gọi là cao tăng đắc đạo này lại là một kẻ cặn bà kinh tởm như vậy. Phương Trưởng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt lo lắng, anh ta nói, "Người anh em, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho cậu rồi, trong đó còn có rất nhiều bí mật mà đại sư Thiên Long không tiết lộ với người ngoài, cậu cũng đã bẻ gãy một tay một chân tôi." Cầu xin cậu hãy tha cho tôi một mạng." Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Giữ lại cho anh một mạng để anh tiếp tục đi hại người khác à? So với đại sư Thiên Long kia, anh cũng chẳng khá hơn là bao, chờ ở đường đến Hoàng Tuyền trước đi, đại sư Thiên Long kia sẽ sớm tới tìm anh thôi." Nói xong Lâm Thanh Diện túm lấy cổ Phương Trượng, vặn mạnh một cái rồi cho anh ta trầu trời. Sau đó Lâm Thanh Diện ra khỏi ngôi đền nhỏ, nhanh chóng leo lên đỉnh núi chiều nay đại sư Thiên Long có buổi biểu diễn, có lẽ không có thời gian làm gì hứa bích hoài, nếu anh có thể xử lý xong sớm hơn thì sẽ ngăn được hứa bích hoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chùa Thanh Long Trong sân riêng của đại sư Thiên Long, ở một căn phòng khuất, hai nhà sư đặt hứa bích hoài đang bị trói xuống ghế. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một nhà sư mặc áo choàng tu sĩ lộng lẫy, khuôn mặt tròn trịa, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ hung dữ bước vào, chính là Đại sư Thiên Long. Hại nhà sư kia vội vàng xoay người lại khom người với đại sư Thiên Long, một người trong đó nói, "Đại sư, lần này nhất định hợp với khẩu vị của người, thực sự là cực phẩm trong cực phẩm ạ." À. Hai mắt đại sư Thiên Long đột nhiên sáng lên, sau đó bước vội tới bên ghế, quan sát thật kỹ hứa Bích Hoài đang hôn mê, sau đó cười nói, "Quả nhiên là cực phẩm, xem ra lần này có thể thoải mái rồi, nhưng chiều nay tôi còn có buổi biểu diễn, người đẹp à, tôi cũng chỉ có thể đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi tới sủng hạnh cô thôi." Nói xong, Đại sư Thiên Long quay lại nhìn hai nhà sư kia và nói, nhốt cô ấy vào mật thất trước đi, lần này hai người làm tốt lắm, tôi sẽ không để hai người chịu thiệt đâu. Ngày mai tới phòng tôi, tôi sẽ dạy võ thuật cho hai người. Hai nhà sư vui mừng, cúi đầu chào Đại sư Thiên Long xong thì đưa hứa bích hoài tới mật thất mà Đại sư Thiên Long đã nói. Quảng trường của chùa Thanh Long. Lúc này đã có rất nhiều khách du lịch tập trung tại đây mọi người đều đang đợi nhân vật chính của ngày hôm nay, Đại sư Thiên Long. Hướng dẫn viên mà Lâm Thanh Diện đi theo lúc trước cũng đã đưa khách du lịch của mình tới vị trí được chỉ định, vì phí thuê hướng dẫn viên tương đối đắt nên vị trí của họ cũng được ở những hàng đầu. Lý Đồng Dương và Triệu Manh đứng vào vị trí, trên mặt đều lộ vẻ mong đợi, dù sao được xem Đại sư Thiên Long biểu diễn là điều mà họ mong đợi đã lâu, hơn nữa Lý Đồng Dương còn định bái Đại sư Thiên Long làm thầy sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Thật kỳ lạ, sao về sau lại không thấy Lâm Thanh Diện với vợ nó đâu nhỉ? Cho dù hai đứa nó bị tụt lại phía sau thì bây giờ cũng phải đuổi kịp rồi chứ, lẽ nào chúng không có hứng thú với màn biểu diễn của Đại sư Thiên Long? Lý Đồng Dương có chút khó hiểu hỏi. Quan tâm chúng làm gì? Ông vẫn nên nghĩ xem lát nữa đi tìm Đại sư Thiên Long thì nói gì đi. Triệu Manh quay lại đáp lời Lý Đồng Dương. Lý Đồng Dương gật đầu, đúng là bây giờ không phải lúc quan tâm đến người khác không phải Lâm Thanh Diện rất khinh thường Đại Sư Thiên Long sao? Có khi cậu ta sợ những lời mình nói sẽ chuyển đến tai Đại Sư Thiên Long, sợ đến đây sẽ bị Đại Sư Thiên Long xử lý ấy chứ? Triệu manh lại lầm bẩm Không lâu sau, một người cầm micro trên tay xuất hiện tại quảng trường, người này là người dẫn chương trương cho buổi biêu diễn lần này của Đại Sư Thiên Long, phụ trách khuấy động bầu không khí. Chỉ với một vài câu nói, người dẫn chương trình đã đẩy sự mong đợi của mọi người lên mức cao nhất, sau đó anh ta lại nói thêm vài câu nữa rồi mời đại sư Thiên Long lên sân khấu. Đại sư Thiên Long xuất hiện trên nóc chính điện trước quảng trường khiến mọi người đều ngạc nhiên hô lên. Sau đó, đại sư Thiên Long nhảy xuống từ trên chính điện, chỉ nhún vài bước, ông ta đã tới chính giữa quảng trường, mọi người đang xem đều tràn đầy nhiệt huyết. Để giữ vẻ tôn nghiêm của mình, đại sư Thiên Long không nói quá nhiều mà trực tiếp bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đầu tiên ông ta đánh một loạt các cú đấm khá tinh vi cho mọi người xem, sau đó thể hiện một loạt các màn biểu diễn như phá đá bằng tay không, phá đá bằng lá cây, phi châm qua đá. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay cổ vũ, hò hét không ngừng, rất nhiều người sau khi xem màn biểu diễn của Đại sư Thiên Long đều có ý định bái sư, một số người còn gọi điện về nhà cho gia đình ngay lập tức, yêu cầu họ chuyển tiền và muốn bái Đại sư Thiên Long làm thầy ngay ngày hôm nay. Triệu manh nhìn chằm chằm Đại sư Thiên Long với vẻ mặt ngưỡng mộ, bà ta nói, Đại sư Thiên Long lợi hại như vậy, sao có thể so sánh với kẻ bất tài như Lâm Thanh Diện, nếu bây giờ Lâm Thanh Diện ở đây, bảo nó lên đấu với Đại sư Thiên Long, chắc công ta nó sẽ sợ tè ra quần. Bà ta vừa dứt lời, một giọng nói đầy tức giận vang lên khắp quảng trường chùa Thanh Long. Con lừa chọc không biết xấu hổ, trả vợ tôi đây, nếu không hôm nay tôi sẽ sàn bằng chùa Thanh Long của ông chương 767, chỉ sợ không có bản lĩnh này. Mọi người có mặt đều giật mình trước âm thanh bất chợp vang lên này, sau đó đều đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy lâm thanh diện tràn ngập lửa giận, khí thế kinh người, hai mắt bắn ra đầy sát khí, anh đứng ở rìa quảng trường nhìn chằm chằm đại sư Thiên Long ở giữa sân. Lý Đồng Dương và Triệu Manh trông thấy người khiêu khích Đại sư Thiên Long hòa ra lại là Lâm Thanh Diện thì trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này điên rồi à, lại còn chạy tới đây gây phiền phức cho đại sư thiên long không phải đang tự đi tìm chết đấy sao triệu manh nhìn lâm thanh diện như nhìn một tên ngốc lý đồng dương cao ông nói bà nghe thấy vừa nãy nó hét gì không sao lại yêu cầu đại sư thiên long trả vợ lẽ nào vợ nó mất tích rồi dù vợ nó có mất tích thật thì chẳng phải nên đi báo cảnh sát à chạy tới đây tìm đại sư thiên long làm gì chẳng lẽ cao tăng đắc đạo như đại sư thiên long lại bắt cóc vợ nó đi à trên mặt triệu manh lộ vẻ khinh thường. Đại sư Thiên Long cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thưa thí chủ, nếu thí chủ có gặp phải điều gì khó khăn thì hãy nói rõ cho tôi, tôi sẽ giúp thí chú, đừng nóng giận như vậy. Đại sư Thiên Long nói với Lâm Thanh Diệt, đừng có giả vờ giả vịt với tôi, đồ xúc sinh giả nhân giả nghĩa, mau trả vợ tôi đây, nếu không tôi sẽ cho ông chết không có chỗ chôn. Lâm Thanh Diệt nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư Thiên Long đảo mắt, có vẻ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ người đàn ông này là chồng của cực phẩm vừa được đưa tới đó. Trong lòng ông ta thầm mắng thuộc hạ làm chuyện không đáng tin cậy, thả chồng của cực phẩm đó đi, thế nhưng trên mặt ông ta vẫn duy trì vẻ đạo mạo trang nghiêm. Thí chủ à, nếu thí chủ không tìm được vợ thì tôi có thể bảo các sư trong chùa tìm giúp thí chủ, nhưng nếu thí chủ vụ oan cho ta như vậy thì cũng không hay cho lắm. Đại sư Thiên Long nói sai khi nghe được những lời này của đại sư thiên long những người có mặt ở đây lập tức cảm thấy lâm thanh diện là kẻ cố tình gây sự mất vợ lại chạy tới đây gây phiền phúc cho đại sư thiên long đúng là không biết xấu hổ mất vợ không mau đi tìm vợ đi lại còn chạy tới đây hô to gọi nhỏ với đại sư thiên long đại sư thiên long là cao tăng đắc đạo sao lại có hứng thú với vợ anh đúng thế anh mau đi đi đừng ở đây cản trở đại sư thiên long biểu diễn coi chừng chọc giận đại sư Thiên Long, ông ấy lại tát chết. Lâm Thanh Diện thấy mọi người nói giúp cho tên khốn đại sư Thiên Long thì lửa giận trong lòng càng bùng lên mãnh liệt, anh nhún người nhảy lên, dẫm lên vai mấy người rồi tới chính giữa quảng trường, đứng trước mặt đại sư Thiên Long. Nếu mọi người đều đã bị thứ khốn nạn ông mê hoặc thì tôi sẽ xé bỏ lớp da mặt ông xuống để họ nhìn cho rõ ông là loại súc sinh gì. Đại sư Thiên Long thấy thân thủ của Lâm Thanh Diện cũng không yếu thì hít mắt lại, sau đó thầm cười mỉa trong lòng, cho rằng tên này tự tìm tới cửa cũng bớt cho ông ta phải nghĩ cách, nếu đã muốn chiến đấu với ông ta thì ông ta có thể nhân cơ hội này giải quyết luôn. Võ thuật không có mắt, cho dù Lâm Thanh Diện có bị đánh chết cũng không trách được ông ta. "Thí chủ, nếu thí chủ có điều gì không hài lòng về tôi, muốn bàn bạc với tôi thì tôi sẽ theo đến cùng. Chỉ là võ thuật không có mắt, nếu hôm nay thí chủ có bị thương thì đừng trách Bần tăng không nhắc nhở." Đại sư Thiên Long nói. Lâm Thanh Diện lập tức bày ra tư thế chiến đấu, lạnh lùng nói, chỉ sợ ông không có cái bản lĩnh đó. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện thật sự muốn đấu tay đôi với Đại sư Thiên Long thì ai nấy đều nở nụ cười chế giễu, vừa nãy bọn họ đã được thấy Đại sư Thiên Long lợi hại thế nào nên cũng không cho rằng một người không biết từ đâu tới như Lâm Thanh Diện lại có thể là đối thủ của Đại sư Thiên Long. Đại sư Thiên Long có thể phá đá bằng lá cây, thằng nhóc này muốn đấu với Đại sư Thiên Long đúng là tự tìm chết mà chúng ta vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này chiêm ngưỡng phong cách của Đại sư Thiên Long, hy vọng tên này có thể chịu được vài đòn, đừng thật sự bị Đại sư Thiên Long đánh một trường đã chết. Trên mặt triệu manh cũng mang theo nụ cười khẩy, nói với Lý Đồng Dương ở bên cạnh, thằng nhóc này không có bệnh về não đấy chứ. Nó còn dám đánh nhau với Đại sư Thiên Long, đúng là coi trọng bản thân quá. Lý Đồng Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là quá liều lĩnh, không cần suy nghĩ tới hậu quả gì đã xông lên. Lâm Thanh Diện không nói nhảm với Đại sư Thiên Long mà bắt đầu vọt về phía ông ta, huyền kinh chuyển động trong cơ thể, một đấm nặng nề lao về phía Đại sư Thiên Long. Đại sư Thiên Long cảm nhận được sức mạnh từ nắm đấm của Lâm Thanh Diện, lòng ông ta giật mình, lập tức vận nội lực giao đấu với Lâm Thanh Diện. Điều ông ta không ngờ tới là nắm đấm này của Lâm Thanh Diện lại có uy lực liên tục không dứt, chiêu ông ta dùng để chống đỡ không thể hoàn toàn triệt tiêu được sức mạnh nắm đấm của Lâm Thanh Diện. Người ông ta nhanh chóng lùi về phía sau, cắn răng mới miễn cưỡng chịu được một đấm của Lâm Thanh Diện. Sắc mặt ông ta lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không thể tin được, ông ta nói thí chủ cũng ở cảnh giới tông sư. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không cho Đại sư Thiên Long cơ hội để thở, anh lại tới gần ông ta, liên tục xuất chiêu. Thông qua trận giao đấu vừa rồi, Lâm Thanh Diện đã cảm nhận được đại khái thực lực của Đại sư Thiên Long này cũng không hơn cấp bậc của La Liệt, thậm chí còn chẳng bằng lôi uyên hành với trình độ này mà cũng dám có ý đồ với vợ anh, hôm nay anh sẽ dùng thực lực để cho Đại sư Thiên Long hiểu thế nào gọi là hối hận. Sau khi mọi người được thấy Lâm Thanh Diện và Đại sư Thiên Long đấu tay đôi, sự khinh miệt dành cho Lâm Thanh Diện khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự choáng ngợp. Lâm Thanh Diện không những không bị Đại sư Thiên Long đánh chết bằng một trưởng mà ngược lại còn đẩy ông ta vào thế bất lợi, điều này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ cả Lý Đồng Dương và Triệu Manh cũng đều nghiêm mặt nhìn Lâm Thanh Diện giao chiến với Đại sư Thiên Long, đến lúc này họ mới nhận ra rằng Lâm Thanh Diện mới thật sự là cao thủ tuyệt thế, dù là Đại sư Thiên Long cũng không phải đối thủ của anh. Mặt Triệu Manh đầy vẻ ái náy, nghĩ đến thái độ trước đây của mình với Lâm Thanh Diện mà trong lòng lại thấy hối hận. Chỉ với chút trình độ của ông mà cũng xứng làm cao tăng đắc đạo cái nỗi gì, tôi thấy ông vẫn nên chui lại vào bụng mẹ luyện thêm mấy chục năm nữa đi, Lâm Thanh Diện hét lên với Đại sư Thiên Long, sau đó lại đánh một trường thiên tinh vào ngực ông ta ta, Đại sư Thiên Long bị Lâm Thanh Diện đánh cho không thể đánh lại. Ông ta bị trúng một trưởng của Lâm Thanh Diện vào ngực, sau đó phun ra một ngụm máu rồi ngồi thụp xuống đất. Rốt, rốt của cậu là ai? Lâm Thanh Diện bước tới trước mặt Đại sư Thiên Long, cúi đầu lạnh lùng nhìn ông ta rồi nói, đừng quan tâm tôi là ai mà hãy thả vợ tôi ra trước đã, nếu không tôi sẽ giết ông ngay lập tức. Thả, tôi thả ngay, cậu đừng kích động, tôi đưa cậu tới đó. Đại sư Thiên Long không dám do dự, lập tức đồng ý với Lâm Thanh Diện. chương 768, ông đã thành công chọc giận tôi. Lâm Thanh Diện túm áo Đại sư Thiên Long rồi lạnh giọng nói, ở đâu? Đại sư Thiên Long chỉ tay về hướng chính điện, Lâm Thanh Diện nhấc ông ta lên rồi dẫn ông ta đi về phía chính điện. Tất cả khán giả có mặt khi nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, không ngờ Đại sư Thiên Long được gọi là cao tăng đắc đạo lại bị Lâm Thanh Diện sách đi như một con gà nhỏ, điều này thật sự đã thay đổi tam quan của họ. Nhưng không ai dám tỏ ý bất mãn, vừa nãy họ cũng đã được thấy thực lực của Lâm Thanh Diện, ngay cả Đại sư Thiên Long cũng không phải là đối thủ của anh thì bọn họ làm sao dám chọc giận Lâm Thanh Diện đang trong cơn thịnh nộ chứ. Lâm Thanh Diện sách Đại sư Thiên Long đi qua chính diện, tới một sân nhỏ được trang trí đẹp đẽ, đại sư thiên long chỉ tay vào một căn phòng trong đó rồi nói ở bên đó lâm thanh diện dẫn ông ta đi về phía đó sau khi đẩy cửa ra thì thấy là một căn phòng được bố trí bình thường dành cho tu sĩ không hề có bóng dáng hứa bích hoài người đâu nếu ông dám dở trò quỷ với tôi thì bây giờ tôi sẽ bẻ gãy cổ ông ngay lâm thanh diện nói đừng nóng vội cậu đi tới bên giường ấn vào con mắt của họa tiết rồng phượng cạnh giường đại sư thiên long trả lời lâm thanh diện bước tới bên giường vì sợ đại sư thiên long dở trò nên anh nói ông bấm đi đại sư thiên long thành thật ấn nút bên cạnh giường sau đó lâm thanh diện thấy tấm ván giường nhô lên bên trong có một lối đi xuống lòng đất vợ cậu ở trong đây đi vào là cậu sẽ nhìn thấy cô ấy đại sư thiên long nói lâm thanh diện để cho đại sư thiên long đi trước hai người lần lượt đi vào lối đi đó đại sư thiên long đi phía trước trên mặt nở nụ cười nham hiểm chẳng mấy chốc, hai người đã tới tầm cuối cùng của lối đi. Lâm Thanh Diện thấy nơi này giống như hầm giam, Hứa Bích Hoài bị nhốt trong một hàng rào cách đó không xa, còn có một vài cô gái khác cũng bị nhốt với Hứa Bích Hoài. Lúc này Hứa Bích Hoài đã tỉnh lại, cô đang nghe các cô gái khác kể lại câu chuyện thảm thương của mình, vẻ mặt đầy thương cảm, đồng tình. Sau khi nghe thấy tiếng ai đó bước vào hầm giam, sắc mặt mấy cô gái đều thay đổi, các cô gái bị bắt trước đó đều sợ hãi đến mức ngồi xổm xuống góc tường người run lẩy bẩy. Hứa Bích Hoài nhìn về phía đó, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì hai mắt sáng lên, trong lòng giấy lên một tia hy vọng. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài không sao trong lòng cũng yên tâm, lúc này anh đang định đi về phía cô. Đúng lúc này, Đại sư Thiên Long đang đi phía trước đột nhiên ấn vào cơ quan ẩn trên tường, sau đó thoát khỏi tay Lâm Thanh Diện, lao nhanh về phía trước. Một làn khói dày đặc phun thẳng vào mặt Lâm Thanh Diện, anh nhanh chóng đưa tay lên khua đi, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn bị hít vào một phần. Anh không ngờ Đại sư Thiên Long lại thiết lập cơ quan ở nơi như này, vừa nãy nhìn thấy hứa bích hoài nên anh lơi là cảnh giác mới trung kế. Gần như chỉ trong chốc lát, Lâm Thanh Diện cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũn, không còn sức lực, ngồi bệt xuống đất. Đại sư Thiên Long bật cười ha hả, không còn giữ hình tượng cao tăng đắc đạo nữa, lúc này ông ta trông như thủ lĩnh băng cướp, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Thằng nhóc không ngờ là tôi sẽ thiết lập cơ quan trong mật thất phải không? Cơ quan này là thứ tôi dùng để phòng ngừa tai nạn, không ngờ hôm nay lại thật sự dùng tới. Đại sư Thiên Long cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chầm chầm Đại sư Thiên Long, cắn răng nói, ông đang tự tìm chết. Đại sư Thiên Long cười chế nhạo, thằng nhóc, thứ mà cậu đang trúng là chất độc mà tôi vô tình nhận được năm đó, chất độc này không màu không vị, chỉ cần hít vào một lượng nhỏ thì dù là cao thủ cảnh giới tông sư cũng sẽ mất hết khả năng chiến đấu. Mặc dù loại độc này chỉ có tác dụng trong nửa ngày và không gây nguy hại đến tính mạng con người, nhưng cũng đủ thời gian để tôi giết cậu. Năm đó tôi bị ba cao thủ cảnh giới tông sư bắt tay đuổi giết, nhờ có nó mà tôi mới thoát được. Loại độc này có thể nói là kẻ thù của nội kinh, một khi cậu cố gắng vận công thì độc tố sẽ phát tác trong cơ thể nhanh hơn. Cho nên bây giờ cậu muốn giết tôi đã là chuyện không thể rồi. Lâm Thanh Diện không nghi ngờ những gì ông ta nói, vì bây giờ anh thực sự không thể sử dụng sức mạnh. Hơn nữa cũng lờ mờ cảm thấy nội kinh trong cơ thể đang biến mất với tốc độ nhanh chóng. Nhưng trong thân thể Lâm Thanh Diện cũng không chỉ có một loại sức mạnh, trong anh còn có huyền kinh, mà có vẻ như huyền kinh không hề bị loại độc này ảnh hưởng. Anh đã đọc được cách giải độc trong cơ thể thông qua việc vận chuyển huyền kinh từ cuốn bí thuật đó. Mặc dù không biết có hiệu quả không nhưng anh phải thử nó trước đã anh giả vờ như không nhúc nhích được nữa rồi lặng lẽ vận chuyển huyền kình trong cơ thể anh thở vào nhẹ nhõm sau khi phát hiện huyền kình không hề bị ảnh hưởng sau đó theo sự vận chuyển của huyền kình độc tố trong cơ thể lâm thanh diện bị đẩy ra ngoài từng chút một cảm giác vô lực cũng dần biến mất đại sư thiên long không biết rằng loại độc này của mình không có tác dụng gì với lâm thanh diện dù sao ông ta cũng không biết trên đời còn có thứ như huyền kình tồn tại ông ta cười diếu cợt nhìn lâm thanh diện sau đó đi về phía hàng rào Mở cánh cửa bên trong ra rồi nói, tôi không ngờ thực lực của cậu lại mạnh đến vậy, nhưng đáng tiếc vẫn thua trong tay tôi. Hơn nữa cậu còn khiến tôi bị thương, vì để trừng phạt cậu, bây giờ tôi sẽ làm vợ cậu ngay trước mặt cậu để cho cậu trải nghiệm một chút cảm giác tuyệt vọng là gì rồi sẽ tiến cậu lên đường, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Lúc này Hứa Bích Hoài đã cực kỳ hoảng hốt, vốn dĩ cô tưởng Lâm Thanh Diện tới thì mình sẽ được cứu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, Nghe xong lời của Đại sư Thiên Long, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên, nếu giết luôn tên cặn bã này thì quá hời cho ông ta rồi. Mày đã thành công chọc giận tao rồi đấy, hôm nay tao cũng sẽ cho mày biết thế nào mới là kích thích thật sự. Lâm Thanh Diện chậm rãi đứng lên. Đại sư Thiên Long vốn định bắt hứa Bích Hoài ra nhưng khi thấy Lâm Thanh Diện đứng lên được thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta lập tức mang hứa Bích Hoài ra để đe dọa Lâm Thanh Diện. Tuy nhiên tốc độ của ông ta chẳng bằng một phần trăm của Lâm Thanh Diệt. Khi ông ta đưa tay về phía hứa Bích Hoài thì Lâm Thanh Diệt đã ở sau lưng ông ta. Anh túm lẩy cổ tay ông ta, huyền kinh chuyển động, bàn tay đó của Đại sư Thiên Long lập tức bị bẻ gãy làm đôi. Lâm Thanh Diện không dừng lại ở đó, anh đá vào bắp chân Đại sư Thiên Long, sau khi bẻ gãy một chân ông ta thì thả ông ta xuống đất, lạnh lùng nói, nếu mày đã muốn làm chuyện đó đến vậy thì tao cũng sẽ cho mày nếm thử cảm giác không còn điểm chí mạng là như thế nào. Ngay khi lời vừa dứt, Lâm Thanh Diễn nhấc một chân lên, đá thẳng vào hạ bộ nơi đúng quần Đại sư Thiên Long. chương 769, Bảo Bối Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong hầm giam, Đại sư Thiên Long căng cứng đứng thẳng người sau đó lại mềm nhũn, một vũng máu chảy ra từ đúng quần ông ta. Những cô gái ở phía xa nhìn thấy cảnh này đều vô thức che mắt lại. Mặt mũi Đại sư Thiên Long đầy vẻ đau đớn, giọng nói trở nên sắc bén, ông ta cực kỳ hối hận nhìn lâm thanh diện đang lạnh mặt đứng trước mình cảm thấy anh chính là ác ma bước ra từ địa ngục lâm thanh diện nhìn đại sư thiên long lạnh giọng hỏi thế nào cảm giác ra sao vấn đề đã được giải quyết triệt để rồi sau này sẽ không còn muốn làm chuyện đó nữa chứ không dám nữa tôi không dám nữa đại sư thiên long gần như bật khóc lâm thanh diện cười nói bây giờ nói câu này cũng vô nghĩa ông sẽ không còn sau này nữa Đại sư Thiên Long lập tức run lên, vội vàng cầu xin Lâm Thanh Diện thương xót, cậu à, xin hãy tha cho tôi một mạng, cậu xem tôi đã thành ra thế này, đã hoàn toàn là một kẻ phế vật rồi, lẽ nào trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ sao? Cầu xin cậu tha cho tôi, sau này cho dù phải đi xin ăn, tôi cũng không làm chuyện này nữa. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, những chuyện mà ông làm, dù có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội, bảo tôi tha cho ông sao? Nằm mơ, đại sư thiên long lập tức đảo mắt chỉ cần cậu tha cho tôi thì tôi có thể đưa hết bảo bối của mình cho cậu xin lỗi không có hứng thú lâm thanh diện đáp cậu đừng nói như vậy vội nhìn thấy những bảo bối của tôi rồi chắc công ta cậu sẽ không nói vậy nữa tôi đảm bảo chắc công ta là đồ tốt đại sư thiên long nói lâm thanh diện đảo tròng mắt rồi nói lấy ra xem nào đại sư thiên long chỉ vào một cái tủ sắt đằng xa rồi nói ở trong tủ đằng kia Bây giờ tôi đã thế này rồi, không thể di chuyển được nữa nên phiền cậu tự qua lấy. Nhưng cậu yên tâm, bên đó chắc công ta không có cơ quan, không tin cậu có thể hỏi những cô gái kia, họ thường thấy tôi mở tủ đó. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn mấy cô gái ấy, họ đều gật đầu với anh, tỏ ý khẳng định. Lâm Thanh Diện bước về phía tủ, anh nhìn lướt qua chiếc tủ, phát hiện không có khóa thầm nghĩ dù đại sư Thiên Long có tính kế thâm sâu hơn nữa cũng không thể ngờ có ngày lại lừa gạt người khác dựa vào cái tủ này, nghĩ thế anh mới đưa tay mở tủ. Bên trong thật sự không có bất kỳ cơ quan nào, đập vào mắt là một túi đồ màu đen. Lâm Thanh Diện mở chiếc túi ra, đặt lên nóc tủ, vừa mở ra thì thấy có ba cái bình nhỏ, một miếng ngọc bội cỡ bằng bàn tay cùng với một mảnh gỗ màu đen không biết vì sao sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy mảnh gỗ màu đen ấy lại cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cả người đều thả lòng. Những thứ này là gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Đại sư Thiên Long cũng không giấu giếm, trong ba cái bình ngọc, có một bình đựng loại độc mà cậu vừa trúng, là bình bên trên có viết chữ độc đấy. Mặc dù tôi không biết vì sao nó lại không có tác dụng với cậu nhưng trước kia tôi đã từng dùng với cao thủ cảnh giới tông sư khác, chưa từng thất bại. Bình có viết chữ giải độc là để giải loại độc vừa nãy, có thể khiến người bị chúng độc lập tức trở lại bình thường. Còn bình viết chữ sức mạnh có chứa đan dược có thể nâng cao thực lực trong nháy mắt. Có 3 viên tất cả. Từ rất lâu trước kia tôi đã dùng một viên nên trong bình còn lại hai viên. Mặc dù tôi không biết đan dược này tên là gì nhưng hiệu quả của đan dược này tốt hơn viên đan dược khai dương hợp khí rất nhiều. Hơn nữa tác dụng phụ của nó còn khiến người khác cảm thấy tinh thần và thể lực dồi dào. Nghe những lời này của Đại sư Thiên Long, Lâm Thanh Diện nhìn bình có viết chữ sức mạnh thêm vài lần. Đương nhiên anh đã nghe nói đến viên đan dược khai dương hợp khí, cách đây không lâu anh đã đấu với La Cương sau khi ông ta uống viên đan dược này vào nên cũng biết sức mạnh của nó. Nếu đúng như lời Đại sư Thiên Long nói, tác dụng của viên thuốc trong lọ này còn tốt hơn viên đan dược khai dương hợp khí, hơn nữa tác dụng phụ của nó còn có thể khiến tinh thần và thể lực dồi dào thì viên thuốc này quả thực là bảo vật quý hiếm. Nếu không có tác dụng phụ đáng sợ như làm vỡ mạch máu thì viên thuốc này có thể coi là mạng sống thứ hai của mình, có thể giết chết kẻ địch bằng một chiêu chí mạng vào thời khắc quan trọng. Đại sư Thiên Long ẩn giật tại chùa Thanh Long lâu như thế, ông ta chưa từng nghĩ sẽ có cao thủ đáng sợ như Lâm Thanh Diện tìm tới cửa nên không mang viên thuốc này theo người. Miếng ngọc và mảnh gỗ màu đen này dùng để làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi không biết miếng ngọc đó dùng để làm gì nhưng tôi đã nhờ người nghe ngóng Chất liệu của miếng ngọc này rất hiếm, là bảo vật không thể mua được bằng tiền, hơn nữa còn có tác dụng ổn định tinh thần nếu đeo lâu, là một bảo vật quý hiếm." Đại sư Thiên Long đáp lời. Lâm Thanh diện bĩu môi, anh không tin chuyện có thứ gì có thể ổn định tinh thần, nhưng có vẻ miếng ngọc này thật sự không tầm thường, nói là bảo vật cũng không sai. "Còn mảnh gỗ màu đen kia, chỉ cần cậu nhìn vào nó một lúc lâu thì tâm trí cậu sẽ hoàn toàn thả lỏng, cả người sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ thoải mái." Tôi không biết nguồn gốc của mảnh gỗ này nhưng nó có tác dụng không ngờ đối với việc thiền định. Hơn nữa tôi nghi ngờ mảnh gỗ này có chất liệu quý hiếm, nếu sau này cậu tìm ra được nguồn gốc của nó, có lẽ sẽ có công dụng lớn. Đại sư Thiên Long nói tiếp. Lâm Thanh Diện lại nhìn vào mảnh gỗ đen một lúc, cảm thấy tinh thần lại được thả lỏng, thứ này quả nhiên có tác dụng giảm căng thẳng rất tốt. Mấy thứ này ông lấy ở đâu? Lâm Thanh Diện nhìn Đại sư Thiên Long, những thứ trong túi đồ này quả nhiên đều là thứ tốt, nhưng với thực lực của đại sư thiên long nhìn thế nào cũng thấy không giống người có thể có nhiều bảo bối đến vậy thật không dám giấu giếm những thứ trong túi đồ bao gồm cả túi đồ này đều là khi tôi bị đuổi giết trốn vào núi sâu tìm thấy nó ở trong một hang động trong hang động có một bộ xương khô có vẻ đã rất nhiều ngày rồi túi đồ này được tìm thấy trên người bộ xương khô đó đại sư thiên long giải thích lâm thanh diện trầm ngâm một lát nếu là trước kia anh sẽ không tin chuyện phát hiện ra bảo vật hay bí thuật võ công trong hang động, anh cảm thấy chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng từ khi tiếp xúc với thế giới võ lâm, Lâm Thanh Diện cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể có. Dù sao bây giờ môn phái cổ võ và thế gia đa phần đều lựa chọn ẩn náu, một số môn phái sẽ chuyển thẳng vào rừng sâu, cho nên không có gì lạ khi những thứ như này xuất hiện trong hang động. Chỉ là Lâm Thanh Diện khá tò mò về lai lịch của bộ xương khô trong hang động đó, trong túi đồ này chỉ riêng viên đan dược có thể nâng cao thực lực mà lại rất ít tác dụng phụ thôi cũng đã là thứ mà người thường không thể tùy tiện có được lâm thanh diện không nghĩ nhiều anh buộc túi đổ lại rồi đeo lên người đại sư thiên long thấy lâm thanh diện nhận những thứ này trên mặt hiện lên một tia hy vọng tôi đã đưa hết bảo bối của mình cho cậu rồi bây giờ cậu có thể tha mạng cho tôi rồi chứ lâm thanh diện quay đầu liếc nhìn đại sư thiên long rồi trả lời ai nói với ông nếu tôi lấy những thứ này rồi sẽ tha mạng cho ông sắc mặt đại sư thiên long thay đổi, ông ta kêu lên, mày. Đồ tiểu nhân đê tiện dám lừa tao. Đê tiện, so ra thì sao tôi bằng ông được, ông làm nhiều việc ác, những cô gái ở đây đều đã bị ông hủy hoại, ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao. Tôi đưa ông ra ngoài cho đám người ngoài kia nhìn, người được gọi là cao tăng đắc đạo là ông rốt cuộc đáng ghê tởm đến mức nào. chương 770, đánh dẹp. Quảng trường chùa Thanh Long, sau khi Lâm Thanh Diện đưa Đại sư Thiên Long vào trong, các du khách trên quảng trường lập tức trở nên hỗn loạn. Họ không ngờ rằng vị cao tăng đắc đạo nổi tiếng lại bị sách đi như một con gà nhỏ như vậy. Rất nhiều du khách sùng bái Đại sư Thiên Long thậm chí còn sinh ra tâm bất mãn. mặc dù thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh hơn Đại sư Thiên Long nhưng dù thế nào thì ông ta cũng là cao tăng đắc đạo, sao có thể bị đối xử như vậy? Thằng nhóc vừa nãy thật sự quá kiêu ngạo, cậu ta dám đối xử với Đại sư Thiên Long như vậy, Đúng là bất kính với Phật môn, thực lực mạnh hơn thì thế sao chứ? Đúng thế, tên nhóc này đúng là không coi ai ra gì. Đại sư Thiên Long được nhiều người biết đến không phải vì thực lực mà là vì những việc tốt mà ông ấy đã làm, nhưng tên nhóc này lại dựa vào thực lực của mình mà đối xử với Đại sư Thiên Long như vậy, đúng là quá ngông cuồng. Chúng ta phải lên tiếng vì Đại sư Thiên Long, không thể để danh tiếng của Đại sư Thiên Long bị sỉ nhục như vậy khi đám đông đang hăm hở thì lâm thanh diện kéo đại sư thiên long đang hấp hối ra khỏi chính điện mọi người lập tức quay đầu lại nhìn sau khi thấy thảm cảnh của đại sư thiên long thì lòng họ càng thêm tức giận thằng nhóc kia đại sư thiên long là cao tăng đắc đạo tôn quý ông ấy là đại sư đã tạo nên kỳ tích mà mày lại đánh ông ấy thành ra thế này lương tâm của mày ở đâu hả có người hét vào mặt lâm thanh diện như vậy lâm thanh diện nghe thấy tiếng quát của người này thì hừ lạnh một tiếng rồi nói cao tăng đắc đạo tên cặn bã như hắn mà cũng xứng với danh xưng này. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy đại sư thiên long của mọi người là loại người gì. Nói xong, Lâm Thanh Diện quay người nhìn về phía sau mình, hứa bích hoài dẫn mấy cô gái bị giam lâu ngày từ trong bước ra. Vì bị giam cầm trong thời gian rất dài, lại thêm bị đại sư thiên long tra tấn nên trông mấy cô gái rất tiểu tụy, sau này nhìn thấy mặt trời thì lập tức bật khóc. Mấy người đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, không ngờ trong chùa thanh long lại cất giấu phụ nữ và không chỉ có một người trước khi ra lâm thanh diện và hứa bích hoài đã vỗ về an ủi mấy cô gái các cô ấy đã đồng ý sẽ kể tội ác của đại sư thiên long trước mặt mọi người thấy mọi người im lặng một trong số các cô gái đứng ra kể cho mọi người nghe thảm cảnh mà mình gặp phải trong nước mắt không một ai dám bước ra ngắt lời người dẫn chương trình còn đưa micro cho cô ấy để mọi người đều nghe thấy khi cô gái kể lại câu chuyện ai nấy đều im lặng những người kêu gào muốn nói giúp cho đại sư thiên long cũng lộ ra vẻ xấu hổ tất cả đều cúi thấp đầu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống sau khi cô gái đầu tiên kể xong nhưng cô gái còn lại cũng có đủ can đảm để kệ lại chuyện mình gặp phải tôi biết họ mấy cô gái bị mất tích ở núi ngọc bình trước kia chính là họ khi ấy tôi đã từng xem ảnh rồi không thể sai được sau khi mấy cô gái kể lại câu chuyện có người hét lên ngay lập tức có người bắt đầu tìm kiếm tin tức về vụ án mất tích của mấy cô gái ở núi Ngọc Bình, sau đó so sánh bức ảnh với mấy cô ấy, phát hiện đúng là họ. Lửa giận trong lòng mọi người chợt bùng lên, họ không ngờ rằng Đại sư Thiên Long lại là một gã tồi, bề ngoài thì giống như một cao tăng đắc đạo, sau lưng lại làm những chuyện xấu xa đến thế. Mọi người bắt đầu tấn công Đại sư Thiên Long đang hấp hối trên mặt đất. Đại sư Thiên Long lúc này đã không còn ý định giải thích lâm thanh diện đá vào điểm trí mạng của ông ta đến giờ vẫn không ngừng chảy máu vì mất máu quá nhiều nên ý thức của ông ta đã bắt đầu không rõ ràng mọi người đều đã nghe tội ác của tên cặn bã này nếu ai muốn công kích hắn thì tôi sẽ không cản lâm thanh diện nói câu này xong thì tránh xa đại sư thiên long đám đông đang xôn xao lập tức bao vây đại sư thiên long bắt đầu có người tấn công ông ta thậm chí có nhiều người bắt đầu nhổ nước bọt vào người ông ta một số người còn không nhịn được ra tay đánh ông ta dưới tình huống này chẳng còn ai quan tâm tới việc đại sư thiên long bị thương thế nào một lúc lâu sau lửa giận của mọi người cũng dập tắt lui xa ra khỏi đại sư thiên long mà đại sư thiên long lúc này đã trợn tròn hai mắt sắc mặt tái nhợt ngừng thở lâm thanh diện thấy đại sư thiên long bị mọi người đánh dẹp trong lòng không hề có chút thương cảm nào cảm thấy ông ta chết như vậy vẫn còn nhẹ nhàng mấy cô gái gặp phải kiếp nạn này người dân đương nhiên rất quan tâm đến họ những chuyện sau đó đương nhiên cũng chẳng cần Lâm Thanh Diện phải quan tâm nữa. Hơn nữa để tránh rắc rối, khi mọi người quan tâm các cô gái, Lâm Thanh Diện đã dẫn Hứa Bích Hoài rời khỏi chỗ đó, đến khi mọi người muốn tìm anh để xin lỗi thì không biết anh đã đi đâu. Vụ bắt cóc giam giữ các cô gái trẻ ở chùa Thanh Long núi Ngọc Bình của đại sư Thiên Long đã trở thành tin tức chấn động cả nước. Núi Ngọc Bình buộc phải đóng cửa, tất cả các nhà sư liên quan đến đại sư Thiên Long đều bị nhốt. Mà Lâm Thanh Diện người luôn đề cao công lý đã trở thành anh hùng bí ẩn một thời, ngoại trừ những người thấy anh hôm đó thì những người còn lại đều không biết anh đến từ đâu. Mặc dù hôm đó có rất nhiều người quay video lại rồi đưa lên mạng nhưng những video đó bị xóa rất nhanh, độ nổi tiếng của anh hùng bí mật này cũng nhanh chóng giảm xuống. Đương nhiên chuyện này là do Lâm Thanh Diện cho người làm, anh không muốn làm anh hùng nổi tiếng khắp cả nước, nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, đại sư Thiên Long bị xử lý là đủ rồi với điều kiện gia đình của lâm thanh diện muốn thao túng dư luận là điều vô cùng dễ dàng khi chuyện về đại sư thiên long đang huyên náo xôn xáo lâm thanh diện và hứa bích hoài cũng không về thẳng kinh đô mà đến thành phố an dương bên cạnh núi ngọc bình thành phố an dương cách kinh đô hàng nghìn cây số lâm thanh diện khó khăn lắm mới đưa được hứa bích hoài ra ngoài chơi một lần mặc dù gặp một số rắc rối nhỏ nhưng cũng không thể cứ thế quay về mấy ngày nay lâm thanh diện đưa hứa bích hoài đi chơi ở thành phố an dương trong thành phố, Lâm Thanh Diện vẫn tương đối yên tâm, dù sao nếu không có tình huống gì đặc biệt thì ở đây sẽ không có cao thủ cảnh giới tông sư. Mà tất cả những rắc rối gặp phải trong thành phố đều chẳng đáng được coi là phiền phức với Lâm Thanh Diện. Mấy hôm nay Lâm Thanh Diện vẫn luôn nghiên cứu về mấy thứ có được từ chỗ Đại sư Thiên Long, mặc dù hành trình leo núi diễn ra không quá suôn sẻ nhưng thu được lần này cũng không nhỏ. Lâm Thanh Diện tự thử thuốc độc, quả nhiên là loại độc anh chúng trong hầm giam, mà lọ thuốc giả cũng rất hiệu nghiệm. Lâm Thanh Diện thay đổi lọ đựng thuốc độc, sau đó đưa cho hứa Bích Hoài, bảo cô ấy sử dụng thứ này khi gặp nguy hiểm, cho dù là cao thủ cảnh giới tông sư cũng có cơ hội thoát thân rất lớn. Còn hai viên thuốc có thể nâng cao thực lực thì Lâm Thanh Diện không thử, dù sao cũng không biết lời Đại sư Thiên Long nói có phải thật hay không, lỡ như tác dụng phụ của thuốc không đơn giản như vậy, khi đó anh hối hận cũng đã muộn. Vì vậy anh quyết định đợi tìm được người hiểu biết về đan dược xác định độ thật giả của viên thuốc rồi mới cân nhắc có nên uống hay không. Mà trong thời gian này, Lâm Thanh Diện cũng nghiên cứu thêm về miếng ngọc và mảnh gỗ màu đen. Miếng ngọc thì anh không nghiên cứu ra được gì, còn mảnh gỗ màu đen lại thực sự khiến anh hơi đau đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 770.